Tu chân tứ vạn niên chương 905, tìm một đường ra. Hỏa Nghĩ Vương nghẹn họng trố mắt, hầu như si ngốc. Lý Diệu càng ở trong rảnh thoát nước tối tâm nhẹ nhàng mắng một câu thô tục, thần niệm kích động, thiếu chút nữa bại lộ ra chiếc Kiêu Long tồn tại. Có lầm hay không, U Tuyền lão tổ là một nhà thất bại chủ nghĩa kiên định. Điên mới tin ngươi. Lý Diệu thật sự cảm thấy vớ vẫn đến cực điểm. Phải biết, trong bốn đại cường quốc huyết yêu giới, Kim ô quốc cai quản lực lượng không trung, bá hải quốc cai quản lực lượng trên biển, sư đồ quốc và ưu tuyền quốc phân biệt nắm giữ chiến lực mặt đất cùng trong lòng đất. Bởi vì điểm dung hợp thiên nguyên và huyết yêu hai giới là nằm ở u ám tuyệt vực sâu trong đại hoang, vùng đó rời xa biển lớn, lùng khí hỗn loạn, lại có tinh thạch chiến hạm mạnh mẽ của tinh diệu liên bang thủ vệ không vực. Cho nên, ở trong trí nhớ của Lý Diệu, lực lượng của Kim ô quốc cùng bá hải quốc mãi chưa xuất hiện như thế nào cả. Mà ở trên đại hoang rộng lớn vô biên, bất cứ thú triều mặt đất nào một khi xuất hiện quy mô lớn, khẳng định sẽ lọt vào tinh thạch chiến hạm đón đầu đánh đao, cho nên đại bộ phận yêu tộc tiến công đều là đầu tiên tập kết dưới lòng đất, lại đột ngột lao ra mặt đất, xâm nhập nội thành thành trấn nhân loại, tiến hành hỗn chiến. Làm tinh thạch chiến hạm chủ pháo các loại pháp bảo có tính sát thương quy mô lớn ném chuột sợ vỡ đồ. Ở trong một chiến lược này, binh chủng trong lòng đất của yêu tộc cũng chính là trùng tộc sở trường đào hang cùng tác chiến trong lòng đất càng thêm quan trọng. Cho nên, tới nay, U tuyền quốc luôn đảm đương nhân vật người tích cực dẫn đầu xâm nhập tinh diệu liên bang. Lý diệu ở trên xe lửa đại hoang gặp được lần thú triều đầu tiên, cũng là do quỷ diện ngân văn trong trùng tộc tạo thành. U tuyền lão tổ là cường giả số một trùng tộc, người nắm giữ thật sự của U tuyền quốc, xếp hạng nhất trên hung yêu bản ở tinh diệu liên bang, là mối họa lớn số một không hơn không kém của liên bang. Trận chiến bình minh, một năm trước, U tuyền quốc cùng sư đồ quốc càng phát động đại quân, thế công như lửa, quét ngang toàn bộ đại hoang, quân tiên phong áp sát ải cự nhận nam bộ đại hoang. Tuy cuối cùng chưa công phá ải cự nhận, lại đã phá hủy tinh diệu liên bang ở các cứ điểm quân sự cùng trụ cột phương tiện của đại hoang đánh xuyên thông đạo Nam Hạ, căn cứ tình báo lý diệu từ khía cạnh tìm hiểu được, lúc ấy hình thức của liên bang tràn ngập nguy cơ, các đại thành trấn đất liền đều bắt đầu thực thi cấm đêm. Ngay cả quân dự bị cũng phát động. Bây giờ, người chỉ huy phía sau màn trận chiến Bình Minh U Tuyền lão tổ thế mà tự thừa nhận là một kẻ thất bại chủ nghĩa, còn kiên định, còn yêu tộc tất bại, nhân loại tất thắng. Lý Diệu có chút rối loạn. U Tuyền lão tổ thở dài, nói, nhìn từ mặt ngoài, huyết yêu giới so với thiên nguyên giới càng thêm cường thế, ở trong chiến cuộc trước mắt cũng là phe công kích, thậm chí đánh vào nội địa bản thổ tinh diệu liên bang. Nhưng cẩn thận phân tích liền biết huyết yêu giới chẳng qua là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta nhìn như khí thế ép người liên hoàng tiến công, chỉ là không thể không như thế, bởi vì kỹ thuật của tinh diệu liên bang phát triển quá nhanh, nếu chúng ta không thể lúc nào cũng bảo trì áp lực mạnh đối với tinh diệu liên bang, tiêu hao lượng lớn tài nguyên của bọn họ, bọn họ liền vô cùng có khả năng ở trong hai ba mươi năm ngắn ngủn. Thực hiện sự nhảy vọt về kỹ thuật, hình thành ưu thế áp đảo đối với huyết yêu giới. Ha ha, cho dù bảo trì áp lực mạnh, Tinh diệu liên bang vẫn như cũ ở trong 10 năm ngắn ngủn gom được 15 chiến đoàn tinh khải, mặc dù ở thời điểm nguy cấp trong trận chiến Bình Minh, chi lực lượng này cũng chưa vận dụng quy mô lớn, giống như một thanh đao thép nung đỏ hồng treo cao ở đỉnh đầu chúng ta. Mà tiến công là phải trả giá đắt. Xâm nhập bản thổ quân địch viễn chinh, vô luận là binh sĩ thương vong hay là vật tư tiêu hao, chúng ta đều gấp tinh diệu liên bang hơn 3 lần. Mượn trận chiến Bình Minh mà nói, Tất nhiên tổn hại đại bộ phận đều là yêu tộc cấp thấp, thấp, nhưng đồng huyết cùng ngân huyết quý giá cũng tổn thất không ít, đó đều là tinh binh hãng tướng tu luyện mười mấy năm, mấy chục năm mới có thể nuôi dưỡng ra, chết một là bớt một, trong vòng ba tới năm năm, căn bản không bổ sung được. Tinh diệu liên bang, lại chưa thương tổn đến căn bản, nhiều nhất tổn thất một ít thành trấn, tiêu hao một ít tinh thạch với pháp bảo mà thôi. Nhưng, bọn họ lại từ trong một trận chiến này hấp thụ lượng lớn kinh nghiệm, ta có thể rõ ràng cảm giác được, trong trận chiến bình minh dài đến một năm, liên bang quân ở giai đoạn trước cùng giai đoạn sau bố trí binh lực, phản ứng chiến thuật, bao gồm điều động chiến lược, các phương diện tăng lên đều phi thường nhanh. Trên thực tế, cho dù yêu tộc cấp thấp không bất ngờ làm phản, chúng ta cũng không chống đỡ được bao lâu, phải lập tức rút lui, nếu không vô cùng có khả năng bị quân liên bang đóng cửa đánh chó, cắt đứt đường lui, toàn quân bị diệt. Ngươi biết, tất cả cái này đều là bởi vì sao không? Hỏa nghĩ vương nín thở nghe U tuyền lão tổ nghiêm túc nói Tất cả cái này đều là vấn đề thể chế Nhìn từ mặt ngoài là thiên nguyên giới và huyết yêu giới chiến tranh Nhưng thiên nguyên nhân tộc Ở dưới sự thống trị của tinh diệu liên bang Là một chỉnh thể chặt chẽ không thể tách rời Chính lệnh thông suốt Quân đội ổn định Dân chúng đoàn kết Hệ thống công nghiệp và tu luyện rõ ràng Toàn bộ tài nguyên đều có thể được lợi dụng tối ưu hóa Mà huyết yêu giới lại phân tách thành bốn đại yêu quốc, trên trăm tòa yêu thành, còn có yêu quật không đếm xuể, giống như năm bè bảy mãn, cho dù có vạn yêu điện giống như thợ tu bổ miễn cưỡng ghép lại, lại làm sao so được với người ta bền chắc như thép. Đây là chỗ thiếu hụt trí mạng chúng ta không thể nghịch chuyển, so sánh với nhân loại, hình thái của chúng ta thật sự quá mức chẳng ra làm sao. Trùng tộc, vũ tộc, hải tộc, giác tộc, trảo tộc. Trừ năm chủng tộc lớn này, còn có số ít các loại chủng tộc cổ quái, mỗi một chủng tộc hoàn cảnh sinh tồn cùng tài nguyên tiêu hao đều khác nhau, đều có các loại lợi ích riêng, đều có các lập trường riêng, sao có khả năng giống nhân loại, thật sự bệnh lại thành một sợi dây thừng thép. Ta từ mấy chục năm trước, sau khi phát hiện bí mật của hỗn độn, lại biết mình thân là loạn huyết, đã bắt đầu tự hỏi. Ta lật lại toàn bộ sách cổ và sử sách có thể tìm được, muốn từ trong dòng sông lịch sử đạt được dẫn dắt, ở trong quá trình xâm nhập nghiên cứu vương triều yêu thú suy vong, nhân tộc cuộc khởi, đã hình thành lý niệm của mình. Yêu tộc hình thái khác nhau, ích lợi khác nhau, năm bè bảy mảng, căn bản không thích ứng xã hội hiện đại chuẩn hóa, số liệu hóa, tin tức hóa, nhân loại cuộc khởi, là chuyện không thể ngăn cản. Cùng với nói, yêu thú vương triều ba vạn năm là bị tinh hải đế quốc đánh tan, chẳng bằng nói là không chịu nổi gánh nặng, bị sự khổng lồ của mình ép sập. Một mấu chốt này, thẳng tới hôm nay, cũng không thể giải quyết chúng ta là đang năm bè bảy mãn dùng ngụy trang thành đá đối kháng với đá thật sự làm sao có thể thắng hỏa nghĩ vương nhịn không được nói đây là lý do ngươi cho rằng yêu tộc thất bại không u tuyền lão tổ lắc đầu nói cái này còn không phải lý do lớn nhất yêu tộc chắc chắn thất bại mà ta nhận định tuy gặp phải khó khăn thật lớn nhưng ta tin tưởng ở trong một cuộc chiến tranh tầng diện hai đại thế giới một hai anh hùng hoặc là một hai loại pháp bảo mới kỹ thuật mới xuất hiện là đủ để thay đổi hướng đi cả cuộc chiến tranh. Cho nên, cho dù nói từ trên lý luận, tinh diệu liên bang có được tiềm lực vô tận, chúng ta cũng hoàn toàn có cơ hội, ở trước khi liên bang phát huy ra tiềm lực, liền đem bọn họ đều bóp chết ở trong tả lót. Nhưng, việc này lại có ý nghĩa gì đâu. Hỏa nghĩ vương ngẩn ra, nói, ta không hiểu, chẳng lẽ chinh phục tinh diệu liên bang, hoàn toàn chiếm lĩnh thiên nguyên giới, không có ý nghĩa sao? Theo ta thấy, không có. U tuyền lão tổ cười khổ một tiếng, trong nụ cười ngưng tụ tuyệt vọng nồng đậm, vô luận huyết yêu giới hay thiên nguyên giới, đều chỉ là hai tiểu giới cằn của biên thủy tinh hải. Trong ba ngàn thế giới, có đầy thế giới còn mạnh hơn so với hai giới huyết yêu cùng thiên nguyên. Sớm ở một vạn năm trước, tinh hải đế quốc quật khởi, đã hoàn toàn đoạn tuyệt khí vận của yêu tộc, sau đó tinh hải đế quốc tuy sụp đổ, nhưng nhân đạo đã phục hưng, yêu tộc liền không có cơ hội ngóc đầu trở lại nữa. Giờ phút này, tuyệt đại đa số trong ba ngàn thế giới khẳng định đều bị nhân loại chiếm cứ nói không chừng bọn họ đã tụ hợp lại hình thành quốc gia so với tinh diệu liên bang càng cường đại hơn gấp trăm lần hiểu chưa huyết yêu giới và thiên nguyên giới chiến tranh chỉ là một trận gió bão trong vỏ trứng đặt ở trên bàn cân lớn hơn nữa căn bản không đáng giá nhắc tới cho dù chúng ta thật sự chinh phục thiên nguyên giới ở trong mắt quốc gia mạnh mẽ trung ương tinh hải cũng chỉ là một yêu quốc bé nhỏ không đáng kể mà thôi có lẽ, các nước lớn kia chỉ cần nhẹ nhàng hắt xì là có thể khiến chúng ta hóa thành tro bụi. Nếu, chỉ nhìn vào chiến tranh huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới, ta có lẽ có thể cố gắng gượng tinh thần, cố lấy dũng khí tất thắng, đánh bạc tất cả đi tranh thủ thắng lợi. Nhưng, một khi nhìn ra vũ trụ càng thêm rộng lớn, tuy ở sâu trong lòng vô cùng đau khổ, ta vẫn kiên định lý niệm của mình. Con nước lớn vũ trụ, mênh mông cuồn cuộn, thuận thì sống, chống là chết yêu tộc tất bại, nhân loại tất thắng, đây là thủy triều vũ trụ, ai cũng không thể ngăn cản. Hỏa nghĩ vương bị kết luận lạnh như băng trong miệng u tuyền lão tổ nói ra làm cực kỳ chấn động, sửng sốt hồi lâu mới nói, cho dù, tinh hải trung ương thực sự có quốc gia nhân loại mạnh hơn nữa, thế lực bọn họ mở rộng đến biên thùy tinh hải, chỉ sợ cũng là chuyện của mấy trăm năm, hơn một ngàn năm sau, khi đó. Ngươi lầm rồi. U tuyền lão tổ lạnh lùng ngắt lời hắn, bọn họ đã đến rồi. Cái gì? Con mắt Hỏa Nghĩ Vương lồi ra. U Tuyền lão tổ nói, căn cứ tình báo tuyệt mật chúng ta thu được, Thiên Nguyên giới đã liên lạc một đại thế giới khác hoàn toàn do nhân loại nắm giữ, tuy còn chưa biết trình độ văn minh của đối phương, nhưng đối phương có được năng lực nhảy vọt tinh hải cự ly siêu xa, lại là điều dễ dàng thấy được. Nói cách khác, chúng ta bây giờ đối mặt uy hiếp của hai thế giới nhân loại, cho dù thế giới mới thần bí này chưa có kỹ thuật vượt qua Tinh Diệu Liên Bang quá nhiều cho dù chỉ là truyền tống tới vài tên nguyên anh, cũng đủ để xoay chuyển hướng đi của một chiến dịch. Bằng vào huyết yêu giới, có thể chiến thắng hai đại thế giới sao? Huống chi, ai biết chỉ có hai cái chứ, có lẽ còn có thể có nhiều đại thế giới hơn, lục tục phát hiện chúng ta. Hỏa nghĩ vương không còn lời nào để chống đỡ. U tuyền lão tổ nhẹ nhàng nói, bây giờ, ngươi hiểu ta vì sao không giúp hỗn độn chi nhận rồi chứ, bởi vì mọi thứ ngươi làm, căn bản không có chút ý nghĩa nào cả. Hỏa nghĩ vương cắn răng nói, ngươi đến tục cùng muốn muốn làm gì, đại ca. U tuyền lão tổ buồn bã nói, ta muốn tìm một đường ra cho toàn bộ yêu tộc, vô luận là ngân huyết hay là loạn huyết. Hỏa nghĩ vương nói, theo ngươi nói, đường ra lại ở nơi nào. U tuyền lão tổ cười như định liệu trước, nói, ở trong truyền thuyết của vạn yêu điện, yêu tộc là do bàn cổ tộc thời đại thượng cổ truyền thừa mà có, mà ở trong ý kiến của hỗn độn tín đồ, yêu tộc lại là do hỗn độn sáng tạo, nhưng ở trong miệng nhân tộc, yêu tộc chúng ta lại là yêu thú do tiêm vào yêu thần bệnh độc tiến hóa mà ra. Ba loại ý kiến hoàn toàn khác nhau, ngươi cảm thấy, một loại nào mới là chân tướng? Hỏa nghĩ vương trầm ngâm một lát nói, tuy ta là thủ lĩnh hỗn độn chi nhận, nhưng ở trước mặt chứng cứ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, cũng không thể không thừa nhận, ba loại ý kiến đều có chỗ bất công, có lẽ đem chúng tổng hợp lại, mới là chân tướng. Không sai đáy mắt u tuyền lão tổ lóng lánh hào quang nhìn không ra màu sắc nói từ mấy chục năm trước sau khi thăm dò hang trong hang hỗn độn ta giống với ngươi đều âm thầm sưu tập tất cả tư liệu về hỗn độn ta cũng khai cuộc mấy chục tòa động phủ hỗn độn trong quá trình này dần dần sưu tập được vô số mảnh vỡ muôn màu sặc sỡ đem những mảnh vỡ này chậm rãi ghép lại rốt cuộc thôi diễn ra chân tướng năm đó ba loại ý kiến của yêu tộc hỗn độn và nhân loại đều có đạo lý nhưng cũng có chỗ thiếu hụt đều là ra từ nhu cầu tuyên truyền của mình, mới cố ý khuếch đại một mặt nào đó. Đem các thành phần khuếch đại đó bỏ đi, bộ phận còn lại tổ hợp với nhau, liền thành kết luận của ta. Đáy mắt Hỏa Nghĩ Vương chợt lóe ánh sao, kết luận của ngươi lại là cái gì, đại ca? U Tuyền lão tổ nói, đầu tiên, bàn cổ tộc thời đại Hồng Hoang khẳng định tồn tại, hơn nữa là tổ tiên của chúng ta, một điểm này có vô số hóa thạch, di tích cùng chúng ta khi tu luyện tới sâu trong tế bào sinh ra đủ loại ký ức gen để chứng minh. Tiếp theo, cũng thực có kẻ tên là Hỗn Độn, hắn là một cường giả nhân loại 4 vạn năm trước. Ít nhất, lúc ban đầu là một cường giả nhân loại, hắn là kẻ trực tiếp sáng tạo yêu tộc. Thứ ba, ý kiến của nhân loại cũng có một mặt chính xác. Yêu thần bệnh độc, hẳn là cũng tồn tại, nếu không không thể giải thích, yêu tộc ở trong mấy trăm năm ngắn ngủn đã phát triển kiểu bùng nổ, ngay lập tức chiếm cứ cả mảng tinh hải. Tổng hợp lại ba loại ý kiến, phán đoán của ta là Bốn vạn năm trước, hậu kỳ thời đại cổ tu, lần đầu tiên nội chiến tu chân giới tiến vào vĩ thanh, ba ngàn thế giới đều tan thành mảnh nhỏ. Sinh linh đồ tháng, ở trong tận thế. Lúc này, một cường giả nhân loại tên là hỗn độn, trong lúc vô tình chiếm được truyền thừa bàn cổ tộc thời đại hồng hoang. Hắn lợi dụng những truyền thừa này, luyện chế ra một loại bệnh độc tên là yêu thần, nhưng tác dụng của loại bệnh độc này không phải làm yêu thú tiến hóa mà là làm cơ thể người xảy ra biến dị làm gian hồng hoa ngủ say trong cơ thể người ta ức vạn năm thức tỉnh đem nhân loại biến thành yêu tộc tuy bây giờ còn chưa biết hắn vì sao phải làm như vậy nhưng đây là thôi diễn tiếp cận chân tướng nhất ta tính toán mấy chục năm mới ra được một sự thôi diễn này làm hỏa nghĩ vương lâm vào trầm ngâm không tự giác gật đầu lý diệu nấp ở lòng đất nghe lén cũng liên tục gật đầu U tuyền lão tổ thôi diễn, quả thực toàn diện, hợp lý hơn so với ý kiến trước mắt của nhân loại, yêu tộc cùng hỗn độn ba phương diện. Nếu, yêu tộc thật là do nhân loại tiêm yêu thần bệnh độc mới biến dị mà có, như vậy yêu tộc luôn thích biến ảo thành hình người, yêu tộc dùng ngôn ngữ và hệ thống xã hội nhân loại, giữa yêu tộc khác nhau không có cách ly sinh sản. Đủ loại hiện tượng nhìn như kỳ quái đều đã có giải thích hợp lý. Bởi vì, người ta vốn chính là nhân tộc đi lên một con đường tiến hóa khác mà thôi hỏa nghĩ vương trầm ngâm nói cái đó và đường ra ngươi nói lại có quan hệ gì u tuyền lão tổ mỉm cười một cổ nhân của bốn vạn năm trước cũng đã có thể luyện chế ra yêu thần bệnh độc đem rất nhiều nhân loại biến hết thành yêu tộc bốn vạn năm sau chúng ta nắm giữ kỹ thuật sinh hóa mạnh mẽ vì sao lại không thể chứ hỏa nghĩ vương cả kinh ngươi muốn luyện chế lại mới yêu thần bệnh độc ở Thiên Nguyên giới gieo rắc quy mô mới, đem toàn bộ người Thiên Nguyên biến thành yêu tộc. Lý Diệu thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Nếu U Tuyền lão tổ thật sự tính làm như vậy, tuyệt đối là uy hiếp lớn nhất của Thiên Nguyên giới. Nào ngờ, U Tuyền lão tổ lại lắc đầu, không, ta không tính làm như vậy. Hỏa Nghĩ Vương kỳ quái, vì sao? U Tuyền lão tổ ghé tới, mở to hai mắt, cực kỳ nghiêm túc nhìn Hỏa Nghĩ Vương, em trai, không biết ngươi có thể nghiệm tương tự hay không? ta ở trong quá trình tu luyện hơn trăm năm, vẫn luôn có loại cảm giác mãnh liệt, đó là chúng ta không hoàn mỹ. Ta không phải chỉ loạn huyết yêu tộc, mà là chỉ toàn bộ yêu tộc, đều không hoàn mỹ, tồn tại chỗ thiếu hụt nghiêm trọng. Không sai, chúng ta có thể trực tiếp tu luyện tế bào, kích hoạt lực lượng hồng hoang sâu trong gen, nhưng loại phương thức tu luyện này cũng tạo thành lực lượng chúng ta cực không ổn định, tế bào rất dễ sụp đổ, thậm chí sẽ biến dị ra đủ loại khí quan cùng kỹ năng vô dụng tuổi thọ của tuyệt đại bộ phận cường giả yêu tộc đều ngắn hơn so với người tu chân rất nhiều thời điểm càng sẽ ở dưới gian thúc đẩy trở nên cực độ bạo ngược và khát máu ngược lại đánh mất năng lực tự hỏi cùng vận dụng chiến thuật bình thường một mặt khác lực lượng của chúng ta thường thường bị cực hạn ở một lĩnh vực nào đó vũ tộc bình thường tuyệt đối không thể sử dụng lực lượng cùng hình thức chiến đấu của trùng tộc trảo tộc bình thường cũng đừng nghĩ sử dụng lực lượng cùng hình thức chiến đấu của giác tộc một câu chúng ta giống như là công cụ vì tác dụng nào đó mà bị điều chế ra con đường chúng ta trưởng thành cùng hệ thống thăng cấp tất cả đều bị khóa cứng liếc một cái có thể nhìn thấy đỉnh cao tu luyện ở nơi nào so sánh với chúng ta nhân loại hoàn toàn khác tuy người thường rất nhỏ yếu nhưng một khi thức tỉnh linh căng bọn họ vận dụng đối với lực lượng càng thêm ổn định có hiệu suất hơn có được vô hạn khả năng rất nhiều thời điểm ta đều rất hâm mộ nhân loại bởi vì con đường chúng ta tu luyện là đánh thức lực lượng cổ xưa sâu trong tế bào lực lượng hồng hoang có mạnh nữa cũng có cực hạn cho dù tu luyện đến mức tận cùng cũng chỉ là bàn cổ tộc thứ hai mà thôi vậy lại có gì đặc biệt hơn người tu sĩ nhân loại kìa lại là đang không ngừng về phía trước khai thác thế giới mới có được vô hạn khả năng ai cũng không biết người tu chân tu luyện đến mức tận cùng bộ dáng rốt cuộc là gì đương nhiên nhân loại cũng có chỗ thiếu hụt đó là chiến lược người thường thật sự quá mức gầy yếu mà độ khó cùng trả giá thức tỉnh linh căng lại quá cao ở trên một điểm này ưu thế của yêu tộc rất rõ ràng đại bộ phận yêu tộc đặc biệt đồng huyết và ngân huyết yêu tộc trời sinh đã có được lực lượng mạnh mẽ tu luyện chút là có thể phát huy ra có thể nói yêu tộc là bỏ qua khả năng tương lai đổi lấy hiện thời cường đại hai con đường tu luyện hoàn toàn khác nhau ưu khuyết điểm đều rõ ràng như nhau cũng không hoàn mỹ như nhau sau khi phát hiện một điểm này ta liền nghĩ nếu có một con đường có thể đem ưu điểm của yêu tộc cùng nhân loại dung hợp với nhau thì sao thử nghĩ nếu một yêu tộc đã có thể thức tỉnh lực lượng hồng hoang sâu trong tế bào ở ngoài thân kết thành giáp sát chắc chắn sừng to khỏe cùng nanh vuốt sắc bén có được hai ba trái tim cùng bốn năm dạ dày tác dụng khác nhau có thể ở trong sông băng đáy biển tầng nham thạch các hoàn cảnh cực độ ác liệt sinh tồn với chiến đấu lại có thể trực tiếp điều khiển thiên địa linh năng ở trong cơ thể kết thành kim đan thậm chí nguyên anh, vậy sẽ là cường đại cỡ nào? Một yêu tộc có được kim đan, nguyên anh? Không, đã không thể xưng là yêu tộc nữa, mà là hình thái sinh mệnh cấp cao hơn vượt qua yêu tộc cùng nhân loại, có lẽ có thể xưng là thần tộc. U tuyền lão tổ như là hút quá liều dược tề gây ảo giác, bị ngọn lửa hưng phấn hừng hực bao phủ, cả người đều rung lên. Hỏa nghĩ vương nhìn chầm chầm vào hắn, ta hiểu rồi, đại ca, Người muốn cải tiến yêu thần bệnh độc Không sai U tuyền lão tổ mỉm cười nói Yêu thần bệnh độc nguyên thủy Dù sao cũng là kết quả của bốn vạn năm trước Khi đó trình độ tu luyện cùng kỹ thuật pháp bảo Của thế giới tu chân còn cực kỳ lạc hậu Thậm chí không có khái niệm hệ thống tế bào Vi khuẩn cùng bệnh độc Cái gọi là yêu thần bệnh độc Chỉ là hậu nhân chúng ta đặt tên Người thời đó có lẽ còn đem nó coi là một loại chứng khí, cổ độc hoàn toàn mới nhỉ. Yêu thần bệnh độc nguyên thủy không hoàn mỹ, ở phương diện tốc độ truyền bá, hiệu suất biến dị đều rất yếu, cũng chỉ có ở trong một mảng hỗn loạn tận thế của bốn vạn năm trước mới có cơ hội truyền bá. Một khi đối mặt chính phủ cùng quân đội hiện đại hợp tác hiệu suất cao, chưa đợi truyền bá ra, nhất định sẽ bị dập tắt. Cho nên, trực tiếp gieo rắc yêu thần bệnh độc nguyên thủy ở thiên nguyên giới không có bất cứ ý nghĩa gì, ở dưới tam muội chân hỏa hừng hực thiêu đốt, tất cả yêu thần bệnh độc nguyên thủy đều sẽ hóa thành tro bụi cho dù có thể đem nhân loại cả một thành thị đều chuyển hóa thành yêu tộc, nhân loại cũng có thể đem thành thị này hoàn toàn lao đi. Mà ta lấy yêu thần bệnh độc nguyên thủy làm tư liệu sống, đang nghiên cứu phát triển bệnh độc hoàn toàn mới, lại sẽ đem tất cả chỗ thiếu hụt lao hết đi, hoặc tính tăng lên trên diện rộng. Càng quan trọng hơn là, nó không đơn thuần nhằm vào nhân loại, tương tự cũng nhằm vào yêu tộc, có thể làm nhân loại cùng yêu tộc, đều tiến hóa trở thành loại mệnh hình thái sinh thứ ba cường đại hơn, tuyệt đối hoàn mỹ. Ha ha, bốn vạn năm trước, tổ tiên chúng ta từ người biến thành yêu, mà hôm nay, văn minh chúng ta sẽ nhảy vọt một lần nữa, từ yêu biến thành thần. Đây, có lẽ mới là hàm nghĩa chính xác hai chữ yêu thần, mới là yêu thần bệnh độc đích thực. Lý Diệu nắm chặt bàn tay, ngón tay hầu như cắm vào lòng bàn tay, sự điên cuồng trong kế hoạch của U tuyền lão tổ vượt xa xa hắn tưởng tượng. Trâu hỏa nghĩ vương sụp ở đuôi lông mày run rẩy một phen, loại hình thái sinh mệnh thứ ba tuyệt đối hoàn mỹ. Điều đó không có khả năng Khóe miệng u tuyền lão tổ hầu như tách đến bên tai Mỉm cười nói Đương nhiên là có khả năng Vì loại hình thái sinh mệnh hoàng mỹ này Ta đã tiến hành nghiên cứu mấy chục năm Ta âm thầm bí mật thành lập vô số phòng nghiên cứu Người phát hiện ở trong quốc sa thành Chỉ là một chỗ trong đó mà thôi Huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới Dung hợp cung cấp cơ hội tốt nhất cho ta Mỗi một lần thú triều xâm nhập thiên nguyên giới Đều thuận tiện ta triển khai từng lần Thí nghiệm ở trong trận chiến bình minh ta càng thu được dư giả thực nghiệm thể nghiên cứu có tiến triển mang tính đột phá hỏa nghĩ vương bừng tỉnh đại ngộ trách không được ngươi sẽ tích cực xúi dục tiến công đối với thiên nguyên giới như vậy thậm chí ở trước khi kim ô quốc bá hải quốc và sư đồ quốc đều chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng đã một mình tổ chức đại quân ưu tuyền quốc làm chủ lực đột nhập thiên nguyên giới tổn thất thảm trọng cũng không tiếc thì ra ngươi căn bản không phải vì thắng lợi mà là vì đoạt lấy nhiều nhân loại cùng yêu tộc hơn để tiến hành thí nghiệm, hơn nữa ở trong hoàn cảnh thực chiến, thí nghiệm thành quả của mình. Không sai. U tuyền lão tổ đang nghe truyện trên TV audio CV cười ha ha, yêu hoàng còn lại trong vạn yêu điện, đều sẽ cho rằng ta cùng vọng tự đại, tự tin bằng vào lực lượng U tuyền quốc có thể khiến tinh diệu liên bang bị thương nặng, bọn họ mừng rỡ ngồi mắt ăn bát vàng, đều núp ở phía sau xem trò hay của ta. Không biết, Đầu óc của ta so với bọn hắn càng thêm tỉnh táo, biết dựa vào chiến tranh thông thường căn bản không có khả năng chiến thắng Tinh Diệu Liên Bang, chiến thắng tất cả nhân loại. Ở trong từng lần thú triều xâm nhập, cùng với trận chiến bình minh, ta đem các bí pháp đạt được trong truyền thừa hỗn độn lần lượt thí nghiệm, cường hóa với cải tiến thêm, thu hoạch rất lớn. Ngươi nhìn thấy, U phủ quân có thể dùng yêu đan để tăng phúc chiến lực chỉ là một trong những thành quả, còn có lực lượng cường đại hơn ẩn núp ở sâu trong bóng tối. Hỏa Nghĩ Vương lạnh lùng nói, ngươi không sợ tiêu hao quá độ lực lượng của U Tuyền Quốc? U Tuyền lão tổ cười nói, ngay từ đầu ngươi không phải cũng đã nói sao, chúng ta vốn là loạn huyết, bí mật này nhất định không có khả năng giữ cả đời, một khi chân tướng rõ ràng, các quý tộc cùng võ sĩ U Tuyền Quốc, sao có thể phục ta nữa. Bọn họ đã định sẵn là không nuôi được, còn không bằng đem bọn họ biến hết thành phân, đúc ra một mũi lực lượng thật sự thuộc về ta. Hỏa Nghĩ Vương thở dài nói, thì ra là thế, trách không được sau trận chiến bình minh, u tuyền nhất hệ không dãy dụ như thế nào, đã giao ra quyền thống soái vạn yêu liên quân. Ta nghe nói ngươi còn làm giao dịch với kim đồ dị, đồng ý hắn thực thi kế hoạch thủy triều đỏ. ban đầu ta nghĩ mãi không ra, ngươi vì sao sẽ đột nhiên thỏa hiệp. bây giờ ta đã hiểu, vô luận là trận chiến bình minh, hay là kế hoạch thủy triều đỏ, thậm chí vạn yêu liên quân, đều không được ngươi để ở trong lòng, chỉ là ngụy trang của ngươi mà thôi đúng vậy u tuyền lão tổ kinh miệt nói kim đồ dị muốn làm thống soái vạn yêu liên quân cứ cho hắn làm là được hắn muốn làm kế hoạch thủy triều đỏ gì đó cũng cứ việc thực thi khi thủy triều đỏ của hắn xông vào nội địa tinh diệu liên bang chính là lúc kế hoạch thật sự của ta phát động hỏa nghĩ vương nheo mắt nói đại ca ngươi thẳng thắn đem tất cả đều nói cho ta biết như thế vì sao u tuyền lão tổ nhẹ nhàng nói nếu nói ta là thật tâm thực lòng, muốn hợp tác với ngươi, ngươi tin không? Hỏa nghĩ vương bật cười, ánh mắt dạo qua một vòng ở trên người mình, trào phúng nói, lúc này nơi đây, hai chữ hợp tác, tựa như không có sức thuyết phục gì nha. U tuyền lão tổ bình tĩnh nói, chưa ở thật lâu trước kia đem tất cả nói cho ngươi, tự nhiên là ta không đúng, nhưng ta cũng có nỗi khổ trong lòng của mình. Thứ nhất, lúc đó, ta đang thực thi kế hoạch bí mật của mình, nhu cầu cấp bách một là trắng, để dời đi sức chú ý của vạn yêu điện. Hỗn độn chi nhận của ngươi vừa lúc là một lá chắn thích hợp nhất. Cho nên, ta đối với hỗn độn chi nhận âm thầm lớn mạnh ngồi yên không để ý đến, thậm chí còn có ý vô tình cung cấp phương tiện cho ngươi, giúp vô loạn thành và hỗn độn chi nhận nhanh chóng bành trướng, quả nhiên ở trong mấy chục năm, trở thành mối họa lớn trong lòng vạn yêu điện. Như vậy, vạn yêu điện trong có hỗn độn chi nhận uy hiếp, ngoài có tinh diệu liên bang như hổ trình mồi, Tự nhiên không rút ra được nhiều tinh lực hơn để điều tra ta, hơn nữa rất nhiều nghiên cứu cùng hành động của ta đều có thể nương danh nghĩa, đã kích hỗn độn chi nhận và tinh diệu liên bang để tiến hành. Mọi việc đều phải suy xét phiêu lưu, nếu mấy chục năm trước đã hợp tác với ngươi, tương đương là đem trứng gà đặt hết ở trong một cái rổ, có chút gió thổi cỏ lay, sẽ trứng vỡ gà bay. Hỏa Nghĩ Vương lạnh lùng nói, cho nên ngươi liền giết chết tinh nhuệ của ta, lại đem ta đánh trọng thương, trở thành phế vật. U tuyền lão tổ nói, nếu không phải như thế, người ta lại làm sao có thể hoàn toàn thẳng thắng. Ta đã quá hiểu ngươi, ngươi giống ta, đều là hạng người giả tâm bừng bừng, không cam lòng phải dưới người khác. Không đến bước đường cùng, ngươi sẽ tuyệt không đồng ý hợp tác với ta. Huống chi, tinh nhuệ của ngươi, tám chín phần 10 đều chưa chết, chỉ là bị ta tạm thời bắt giữ mà thôi. Nếu ngươi đáp ứng hợp tác với ta, ta có thể đem bọn họ thả hết, đợi tới sau khi yêu thần bệnh độc đích thực hoàn thành điều chế còn có thể tiêm vào cho bọn họ đầu tiên làm co bọn họ đều trở thành loại hình thái sinh mệnh thứ ba hoàn mỹ nhất bao gồm ngươi cũng tương tự ngươi ta dừng lại ở cảnh giới yêu hoàng cũng không ít năm rồi ta biết ngươi đã thử vô số loại cường hóa dược tề đều không thể khiến tu vi của mình tiến thêm một bước chẳng lẽ ngươi cam tâm bị vây chết ở cảnh giới yêu hoàng nho nhỏ chẳng lẽ ngươi không muốn nắm giữ lực lượng thời đại hồng hoang bàn cổ tộc từng nắm giữ thậm chí hoàn toàn vượt qua bàn cổ tộc tiến quân cảnh giới chí cao chưa từng có ai đặt chân hỏa nghĩ vương thở dốc ồ ồ thanh âm cũng trở nên có chút khàn khàn ngươi muốn cái gì u tuyền lão tổ liếm liếm môi nói ta muốn bí pháp ngươi ở vô loạn thành bồi dưỡng toàn bộ thực vật yêu hóa cùng với công thức điều chế cường hóa dược tề hơn nữa ta biết hỗn độn chi nhận ở các nơi của huyết yêu giới còn có vô số cứ điểm và gián điệp bí mật đem những tin tức này nói hết cho ta biết mặt khác ta biết ngươi ở ngoài vô loạn thành còn có một phòng nghiên cứu bí mật nơi đó chỉ sợ mới là hang ổ thật sự của ngươi ta muốn tọa độ nơi đó còn muốn biết thành quả nghiên cứu mới nhất của ngươi đương nhiên tất cả cái này ta đều sẽ không lấy không ta sẽ dùng thành quả nghiên cứu của mình trao đổi với ngươi bù đắp nhau đối với mọi người đều có lợi hỏa nghĩ vương nhìn chằm chằm u tuyền lão tổ thật lâu quơ quơ xiền xích trên người nói bộ dáng này tựa như không thích hợp đàm phán một cuộc giao dịch U tuyền lão tổ nói, nọc độc xiền xích, tự nhiên không thể giải, những khóa mật linh văn này, tự ngươi cũng có thể thanh lý sạch sẽ. Nói xong, ngón tay nhẹ nhàng búng, xúc tu thịt che kín gốc thần kinh liền từ trên người hỏa nghĩ vương thoát ra, lui về tới các góc của nhà giam. Hỏa nghĩ vương thở vào một hơi, đem xiền xích lưu lại trên người tháo xuống từng đoạn, trầm ngâm nói, mọi thứ ngươi nói quá mức không thể tưởng tượng, ta cần suy xét một đoạn thời gian. Có thể. U tuyền lão tổ sản khoái nói, ta còn cần nán lại thêm vài ngày ở hỗn độn thần mộ, đợi tới sau khi khai cuộc ra thi hài hỗn độn mới có thể rời khỏi, tin tưởng vài ngày thời gian, cũng đủ ngươi suy xét rõ ràng. Chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác, ở trên hỗn độn thi hài có gì phát hiện, ta đều đồng ý cùng hưởng với ngươi. Ngươi, không phải nằm mơ cũng muốn biết chân tướng năm đó hỗn độn sáng tạo yêu tộc sao. Hỏa nghĩ vương nhìn hắn, nếu ta sau khi cân nhắc rõ ràng, vẫn từ chối thì sao? u tuyền lão tổ cười cười tinh nhuệ hỗn độn chi nhận ngươi mang đến đại bộ phận đều là kẻ mạnh nhất của loạn huyết yêu tộc tất cả đều là tư liệu sống thực nghiệm tốt nhất bao gồm ngươi tư liệu sống thực nghiệm cấp yêu hoàng càng là thứ ta chưa bao giờ sử dụng thật không biết dùng ngươi tư liệu sống như vậy có thể điều chế ra vũ khí mạnh cỡ nào hỏa nghĩ vương nói ngươi rất trực tiếp u tuyền lão tổ nói bởi vì đã không còn cần thiết lừa gạt Phòng giam răng phía sau lại một lần nữa mở ra, U Tuyền lão tổ cười tủm tỉm hạ thấp người, không quay đầu lại đi ra ngoài. Nửa thân thể Hỏa Nghĩ Vương ngâm ở trong acid, hoạt động tay chân tê dại thật lâu, vẻ mặt như có chút đăm chiêu. Lý Diệu nóng lòng như lửa đốt. Nếu Hỏa Nghĩ Vương thật sự quyết định hợp tác với U Tuyền lão tổ, đối với Thiên Nguyên giới mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Nhưng hắn càng thêm lo lắng U Tuyền lão tổ vẫn chưa rời đi chiếc kiêu long tiếp tục ẩn nấp hơn một giờ, mới thật cẩn thận bay đến trước mặt hỏa nghĩ vương. Một đám yêu khí mờ nhạt nháy mắt bao vây chiếc kiêu long. Tơ thịt cốc thần kinh quanh thân hỏa nghĩ vương đã bung ra toàn bộ, hắn có thể làm ra động tác biên độ lớn chút, thao túng yêu khí cũng càng thêm thoải mái có thừa. Người tin tưởng u tuyền lão tổ. Lý Diệu sốt ruột không dàn được hỏi. Hắn nói hẳn là nói thật, cố ý bịa ra lời nói dối ly kỳ như vậy cũng không có chỗ tốt gì vẻ mặt hỏa nghĩ vương ngưng trọng con mắt hơi rung động hiển nhiên cũng đem sức tính toán tăng lên tới cực hạn vậy ngươi chuẩn bị hợp tác với hắn trong lòng lý diệu căng thẳng lời là lời thật cũng không có nghĩa là đem toàn bộ chân tướng đều nói ra hỏa nghĩ vương bình tĩnh nói nói dối cao minh nhất chính là nói một trăm câu thật lại đem hai câu trong đó hơi đổi vị trí một chút có thể ra một kết luận hoàn toàn trái ngược lý diệu khó hiểu có ý tứ gì Hỏa nghĩ vương nói, rất đơn giản, nếu U tuyền thật lòng muốn hợp tác với ta, căn bản không cần đem sự tình làm phức tạp như thế, hắn biết rõ ta nguyện ý vì loạn huyết yêu tộc sinh tồn mà trả giá tất cả, vậy cần gì phải xung đột vũ trang? Chỉ cần nói rõ, hắn đang nghiên cứu phát triển một loại yêu thần bệnh độc kiểu mới, có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực của loạn huyết yêu tộc, ta có lý do gì không hợp tác với hắn? Hắn đem toàn bộ chi tiết đều nói rành mạch, chỉ có lý do xảy ra xung đột với ta lại là quá mức mờ nhạt sơ lược cho nên phán đoán của ta là hắn còn che giấu một hai mấu chốt cực kỳ quan trọng một số sự thật sau khi ta biết liền tuyệt đối sẽ không hợp tác với hắn cho nên hắn hoàn toàn không có chút thành ý nào thật lòng hợp tác với ta chỉ là vì đạt được tư liệu hỗn độn chi nhận còn có lượng lớn thành quả nghiên cứu của ta mà thôi chỉ sợ nếu ta thật sự tin hắn sau khi đem toàn bộ bí pháp và tư liệu đều trao đổi với hắn ta cùng bộ hạ của ta lập tức đều sẽ rơi xuống làm vật thí nghiệm của hắn tâm tư lý diệu xoay chuyển thật nhanh nói nhanh cho nên chúng ta vẫn có thể hợp tác có thể hợp tác hay không phải xem ngươi rốt cuộc muốn cái gì hỏa nghĩ vương lạnh lùng nói nếu ngươi lẻn vào huyết yêu giới là muốn hoàn toàn chinh phục nơi này đem ốc yêu tộc chúng ta bôi hết ở trên bánh xích cùng lưỡi lê của các ngươi ta lại có lý do gì hợp tác với ngươi. Dù thế nào cũng chỉ là chết sớm vài ngày mà thôi. Cũng tuyệt đối đừng nói chuyện ma quỷ gì kiểu như giúp loạn huyết yêu tộc chúng ta cùng nhau đối kháng yêu tộc cấp cao. Toàn bộ yêu tộc đều là một thể, nếu yêu tộc cấp cao đều bị tàn sát hết, yêu tộc cấp thấp trở thành thịt cá trên thớt, tùy ý các ngươi xâm lược. Lý Diệu thở dài nói, cho dù ta nói mình đối với huyết yêu giới không có ý đồ, ngươi cũng sẽ không tin tưởng, nhưng vô luận huyết yêu giới hay là thiên nguyên giới, đều là binh hùng tướng mạnh, nội tình thâm hậu, chiến tranh đỉnh cao của hai thế giới ít nhất sẽ duy trì mấy chục năm. Cuối cùng vô luận là một phe nào hoàn toàn chinh phục một phe khác, cũng sẽ tổn thất vài tỷ thậm chí hơn chục tỷ sinh linh, thậm chí làm văn minh tụt lùi trên diện rộng mấy trăm năm. Kết luận này, ngươi đồng ý không? Hỏa nghĩ vương nghĩ một chút, đồng ý. Lý Diệu nói, nhưng, trong vòng 10 năm, một hồi thiên kiếp sẽ đến. Hỏa nghĩ vương chấn động, cái gì? Lý Diệu nói, tin hay không tùy ngươi, nhiều nhất 10 năm, nhanh thì 3 năm năm, một hồi thiên kiếp sẽ buông xuống. Trận thiên kiếp này, còn chỉ là đội quân tiền tiêu, sau trăm năm, còn có một hồi thiên kiếp quy mô lớn hơn nữa, có khả năng hủy diệt toàn bộ thế giới sẽ đến. Nó đã đi ở trên quỹ đạo công kích, mà mục tiêu, chính là thiên nguyên và huyết yêu hai giới. Ngươi hy vọng đồng bào của mình, Toàn bộ loạn huyết yêu tộc đều có thể sinh tồn tiếp, ta cũng hy vọng đồng bào của mình, toàn bộ người thiên nguyên, mọi nhân loại đều có thể sinh tồn tiếp. Đây chính là lý do ta xuất hiện ở huyết yêu giới. Hỏa Nghĩ Vương trầm mặt thật lâu, lâu đến mức Lý Diệu cho rằng hắn hoàn toàn không tin lời mình, Hỏa Nghĩ Vương bỗng nhiên nói, nói kỹ tiếp với ta chuyện thiên kiếp. Lý Diệu chưa lộ ra thân phận của mình, cũng chưa nói ra cái tên chân nhân loại đế quốc này, lại chân tướng khái quát cao độ áp súc thành mấy điểm mấu chốt, nói cho Hỏa Nghĩ Vương. Hỏa Nghĩ Vương cũng chưa để ý những chi tiết đó, có lẽ hắn biết cho dù hỏi, Lý Diệu cũng sẽ không thành thành thật thật đáp, ngược lại hỏi mãi đối với một ít mấu chốt có tính kỹ thuật. Hai bên trao đổi kéo dài suốt một đêm, vẻ mặt hờ hững của Hỏa Nghĩ Vương rốt cuộc buông lỏng. Nếu muốn hợp tác, nhất định phải thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Hỏa Nghĩ Vương nói, nhưng càng thêm quan trọng là, tra ra ưu tuyền che giấu, luôn cảm thấy trong kế hoạch hắn gọi là sáng tạo loại hình thái sinh mệnh thứ ba hoàng mỹ vượt lên trên yêu tộc và nhân loại, mơ hồ ẩn chứa khí tức cực độ nguy hiểm, tuyệt không êm tai giống miệng hắn nói như vậy. Sâu trong lòng đất, Lý Diệu nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương bên trái, mắt trái đỏ sẫm chợt lóe. U tuyền lão tổ, mấy ngày qua đều đang đào lấy thi hài hỗn độn, ta có một kế hoạch. Ba ngày sau, hỗn độn thần mộ, thần điện trong lòng đất. Trải qua ba ngày thăm dò cùng đào, bộ dáng thần điện trong lòng đất đã hoàn toàn khác với ba ngày trước một bộ phận phòng nghiên cứu cùng phòng tu luyện có tính vĩnh cửu dựng lên ở một góc của thần điện to lớn một đám nhân viên nghiên cứu trung thành và tận tâm đối với ưu tuyền lão tổ sẽ ở lại chỗ này tiến hành nghiên cứu hỗn độn tuyền thừa mà một bộ phận pháp bảo di tích và tư liệu nghiên cứu khác tất cả đều bị chia ra đóng gói thông qua ống mềm vận chuyển đến trong yêu ma chiến hạm trên không thôn tinh hải chuẩn bị vận chuyển đến trong phòng nghiên cứu tiên tiến hơn thực lực u phủ quân mạnh hơn tinh nhuệ hỗn độn chi nhận rất nhiều hiệu suất thăm dò lòng đất cũng cao hơn không tới ba ngày liền bước đầu hoàn thành đo vẽ bản đồ lòng đất cả tòa hỗn độn thần mộ không ra ngoài dự kiến bọn họ cũng phát hiện một căn phòng bí mật nối thẳng vào sâu trong lòng đất có khoảng cách nhất định với chủ thể thần mộ sở lão dựa theo ngài phỏng đoán đó là chỗ hỗn độn tán thân à u tuyền lão tổ có chút cung kính hướng phía sở chính thanh hỏi Hai cha con sở chính thanh cùng sở phi âm, ban đầu là nhân viên nghiên cứu trong phòng nghiên cứu của U tuyền lão tổ, bọn họ đều là chuyên gia thật sự của giới học thuật, một lòng đặt ở trên việc thăm dò bí mật hỗn độn, tựa như không thèm để ý ông chủ là ai, sau khi được giải cứu ra, không có nửa giây do dự, lập tức lao vào công việc. Không sai. Sở chính thanh xem xét bản đồ chi tiết tiết diện tầng vừa mới đo vẽ ra trong võng mạc, lửa ở đáy mắt hầu như sắp chảy ra, lẩm bẩm. Trong truyền thuyết, hỗn độn ở lúc tác chiến với kẻ địch bản thân bị thương nặng, không thể không quanh năm ẩn nấp ở sâu trong lòng đất không thấy mặt trời, ngăn cách phóng xạ. Một căn phòng bí mật vực sâu này, hẳn chính là chỗ hắn tán thân. Cốt lắm, hôm nay, để chúng ta đi đến ngọn nguồn bốn vạn năm trước yêu tộc sinh ra, đi tìm chân tướng sáng tạo yêu tộc đi. U tuyền lão tổ phất phất tay, hắc bá, tuyền qua, bảo đội thăm dò lập tức chuẩn bị. Vâng. Hai thống lĩnh U phủ quân, Ma ngưu đại đâu trùng hắc bá cùng huyễn điệp yêu nữ tuyền qua ban bố xuống từng mệnh lệnh như nước chảy. Đội thăm dò chuyên nghiệp bộ dạng tháo vác rất nhanh đã tập kết xong. Tạo thành chủ lực đội thăm dò, tự nhiên đều là ưu phủ quân dùng yêu đang cường hóa, vì tránh cổ độc và chướng khí sâu trong hỗn độn thần mộ, tất cả bọn họ đều mặc quần áo phòng hộ kín toàn bộ so với tinh nhuệ hỗn độn chi nhận từng sử dụng còn tiên tiến hơn, đeo bình khí áp súc đến từ thiên nguyên giới, tuyệt không dính một chút khí độc nào trong hầm mộ. Ngoài ra, bọn họ còn thao túng rất nhiều côn trùng kiến chuột, thậm chí là con rối chiến thú đến từ thiên nguyên giới. Con rối chiến thú thuần túy do kim loại và tinh thạch tạo thành, không có sinh mệnh, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất thăm dò cổ mộ. Dù vậy, U tuyền lão tổ vẫn lo lắng như cũ, mệnh lệnh hắc bá cùng tuyền qua chọn ra 30 tù binh, bức bách bọn họ, đi ở phía trước U phủ quân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ưu tuyền lão tổ lưu lại rất nhiều tù binh Một giờ sau Hơn trăm tên đội viên thăm dò Tiến vào trung ương tầng 3 trong lòng đất hỗn độn thần mộ Tầng 3 trong lòng đất Hoàn toàn do nham thạch đen xì đắp dựng lên Những tảng đá này tựa như có thể hấp thu tất cả ánh sáng cùng phóng xạ Ngay cả đèn pha cùng huyền quang phi trùng tính xuyên thấu rất mạnh chiếu xạ lên Ánh sáng cũng bị hoàn toàn cắn nuốt Toàn bộ đội viên thăm dò đều đắm chìm ở trong một mảng sương mù mờ nhạt phải luôn lưu ý đồng bạn bên cạnh, nếu không rất dễ bị lạc phương hướng, rơi vào bóng tối vô biên. Giữa bóng tối là một quảng trường quy mô không lớn, mặt đất như là dùng một khối đá đen to lớn dài rộng đạt tới vài trăm mét tạo hình thành, cả vật thể không sờ thấy được một đường nối. Mặt đất giữa quảng trường được khảm một khối đồng bài hình tròn thật lớn, đường kính trên dưới 10 mét, điêu khắc linh văn cùng đồ án huyền ảo phức tạp, không ít đồ án đều quan quái sáu cách, quỷ khí âm u. Phía dưới cánh cổng đồng xanh này chính là thông đạo tiến vào chỗ hỗn độn tán thân, linh văn trên cánh cổng, một bộ phận là mật mã mở ra cổng, một bộ phận khác là dùng để phòng ngừa phóng xạ và thần niệm bên ngoài xuyên thấu vào phù trận. Cha con Sở Chính Thanh và vài tên chuyên gia cùng nhau công môn ghé vào trên cánh cổng đồng xanh thật cẩn thận vuốt ve, sau một lát, vẽ ra toàn bộ đồ án trên tấm đồng. Những đồ án này có chút tương tự với tranh tường quanh thần điện trong lòng đất, đều là vài bức đồ án hợp thành một câu chuyện. Nhưng phân tích những câu chuyện này lại có chút sợ hãi dựng tóc gáy. Bước đồ án thứ nhất khắc vào trên cánh cổng đồng xanh, là một người tay chân mở ra tạo hình chữ đại, đỉnh đầu người này, một giọt chất lỏng màu vàng nhạt sắp nhỏ xuống, mà hắn mở ra cái miệng rộng, giống như muốn đem giọt chất lỏng này cắn nuốt. Vô số người đầu nhỏ hơn hắn rất nhiều, đều quỳ gối bên người hắn, hướng hắn quỳ bái. Nếu bên dưới thật sự là mộ huyệt hỗn độn, như vậy có tư cách được khắc vào trên cánh cổng mộ huyệt đảm đương nhân vật chính, khẳng định là hỗn độn, không thể nghi ngờ. Sở chính thanh hướng U tuyền lão tổ giải thích, bức hình thứ nhất, như là đang nói, hỗn độn làm nhân loại, đang cắn nuốt một loại chất lỏng thần bí, xem ra đây là một hồi thực nghiệm, hoặc là nói nghi thức cực kỳ quan trọng. Trong bức đồ án đồng xanh thứ hai, cũng là hình người tay chân vương ra, lại là dùng bút pháp giống như đúc, tăng thêm lông chim, vẫy, nanh vuốt, cái đuôi cùng sừng. Tuy là phù điêu cứng, vẫn cho người ta một loại cảm giác miêu tả sinh động, như có vô số con hung thú bị phong ấn bên trong, có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào. Sở Chính Thanh nói, sau khi uống xong chất lỏng thần bí, trên người hỗn độn liền tăng thêm rất nhiều đặc thù loại yêu tộc. Trong bức đồ án thứ ba, thứ tư cùng thứ năm, đặc thù yêu tộc trên người hỗn độn càng lúc càng rõ ràng, cũng càng lúc càng hỗn độn, như biến thành một quái thai do vô số loại giả thú ghép lại, dương nanh múa vuốt, lớn tiếng rít gào, chém giết với vô số kẻ địch quỷ dị là trong kẻ địch của hắn đã có người tu chân áo bào tay rộng ngự kiếm thuận gió lại cũng có yêu tộc bộ mặt dữ tợn nhe răng trợn mắt làm người ta nhận không ra lập trường của hỗn độn càng kinh người hơn là ở trong bức đồ án thứ sáu quanh thân hỗn độn bày biện ra mấy trăm loại đặc thù yêu tộc lại như là một quả bóng bay bành trướng đến cực hạn nổ mạnh kết quả đến trong bức đồ án thứ bảy hỗn độn liền biến thành một ít vật chất bán trong suốt chia năm xẻ bảy giống như con sứa sở chính thanh và đám đông chuyên gia nghiên cứu rất lâu nghĩ mãi không thể hiểu được đây là ý tứ gì chẳng lẽ đại biểu hỗn độn là tẩu hỏa nhập ma mà chết sao u tuyền lão tổ nói chân tướng như thế nào mở ra cánh cổng này tự nhiên biết các ngươi cần bao lâu một chuyên gia cơ quan học đầu trâu mặt ngựa vừa đem từng quả cầu kim loại nhẹ nhàng đặt tới các nơi của cánh cổng đồng xanh vừa từ trong lỗ tai mắt lấy ra những con sâu thật nhỏ điều khiển bọn nó theo mép cánh cổng đồng xanh bò đi nhẹ giọng nói, không bao lâu, trong hỗn độn thần mộ tựa như từng xảy ra một hồi biến cố thật lớn. Mọi người bên ngoài đều là vì bất ngờ mà chết, ngay cả nơi này phong bế cũng rất gấp gáp, chưa hoàn toàn khóa chết. Loại bí văn cấm chế này, bốn vạn năm qua có khai cuộc nhiều, kết cấu của nó không hiếm thấy, chỉ cần thoáng. Chuyên gia cơ quan học như nghe được cái gì, đầu hơi nghiêng, quả cầu kim loại rơi ở trên cánh cổng đồng xanh, tất cả đều theo linh văn lồi lõm nhanh chóng lăn lộn, đang xen, va chạm lẫn nhau, hóa thành từng luồng hào quang màu bạc, cuối cùng bốp một tiếng, thế mà tan như là quả cầu băng, biến thành chất lỏng kim loại giống như thủy ngân. Chỗ kim loại trạng thái dịch này như có được sinh mệnh, uốn lượng, rất nhanh lấp đầy mỗi một khe hở giữa linh văn. Trắc Phía dưới cánh cổng đồng xanh, giống như nơi rất xa xôi, truyền đến một tiếng vang nặng nề của máy móc. Ngay sau đó, tiếng bánh răng chuyển động ù ù không dứt bên tai, cánh cổng đồng xanh hơi rung lên, ngay cả nhân vật trong mỗi một bức đồ án bên trên tựa như đều đang vặn vẹo yêu dị dị trạng của cánh cổng đồng xanh làm toàn bộ u phủ quân đều đề phòng với toàn bộ tinh thần ngay cả u tuyền lão tổ một trong những kẻ mạnh nhất huyết yêu giới cũng nhìn chằm chằm phù điêu vặn vẹo mộ huyệt di tích của cường giả cổ đại là thứ mà người tu chân cùng cường giả yêu tộc yêu nhất nếu có thể phát hiện một hai thứ truyền thừa có thể làm thực lực người trong tu luyện sinh ra sự nhảy vọt về chất nhưng trong đó thường thường cơ quan tầng tầng, có chút vô ý sẽ chiết kích trầm xa. Nhưng, căn cứ đám đông chuyên gia nghiên cứu, cộng thêm mấy ngày nay thăm dò, cơ bản đã chứng minh một kết luận, hỗn độn thần mộ phong bế là vì từng xảy ra một sự cố cực kỳ thảm thiết, dẫn tới người trong thần mộ đều bị giết chết trong nháy mắt. Có lẽ là vì bệnh độc cực lợi hại tiết đi, dẫn tới không ít người tẩu hỏa nhập ma, sinh ra biến dị, tự giết lẫn nhau mà chết. Dưới tình huống như vậy, hỗn độn chết phi thường gấp gáp sau khi chết cũng không đủ tùy tùng giúp hắn bố trí cơ quan đây cũng là một trong nguyên nhân u tuyền lão tổ có gan trực tiếp thăm dò trăng rắc trăng rắc trăng rắc tiếng bánh răng chuyển động cùng tiếng xích sắc ma sát phía dưới cánh cổng đồng xanh càng lúc càng gần ngay từ đầu giống như là từ dưới lòng đất truyền đến giờ phút này lại như là từ trong tai mắt mọi người trực tiếp phát ra làm người ta cảm giác bị xoay không những là trung tâm cánh cổng đồng xanh còn có lục phủ ngũ tạng của mình. Cánh cổng chưa mở ra, một ít chuyên gia thể trạng yếu kém đã bắt đầu mơ hồ nôn khang. Rầm. Ngay sau đó, cánh cổng đồng xanh bỗng nhiên chìm xuống. Toàn bộ phi trùng ánh huỳnh quang cùng đèn pha, tất cả đều nhắm cánh cổng đồng xanh, toàn bộ u phủ quân, lui 10 mét. U tuyền lão tổ tuyên bố mệnh lệnh. Mấy chục cái đèn pha từ thiên nguyên giới thu được cùng buôn lậu được, lấy tinh thạch làm trung tâm, dùng tới trăm tòa tụ quan phù trận để tăng phúc cùng nhau nhắm cánh cổng đồng xanh, mà mấy trăm con phi trùng so với đông đóng lớn hơn vài cỡ, trên đầu và mông đều được thảm tinh thạch, cũng bay đến trên không của cánh cổng đồng xanh. Bọn chúng ngưng tụ lại sinh ra ánh sáng, đem bốn phía đều chiếu rọi như ban ngày. Dù là như thế, đi ngay phía trên cánh cổng đồng xanh, hào quang vẫn bị nhiều tầng hạn chế, như bị sương mù đen trong cánh cổng đồng xanh tuôn ra cắn nuốt. Tiếp theo ánh sáng bị áp suất đến cực hạn, có thể mơ hồ nhìn thấy cánh cổng đồng xanh chìm xuống bốn năm mét trước hướng bên trái xoay 3 vòng lại hướng bên phải xoay 2 vòng rưỡi sau đó ken một tiếng như đầu mối của cánh cổng mở ra cánh cổng đồng xanh như cánh hoa phân liệt lùi về sâu trong tầng đá cánh cổng đồng xanh trải ở mặt đất thông đạo phía sau cánh cổng xâm nhập lòng đất vuông góc tựa như một cái giếng đứng ở bên cạnh tự nhiên không nhìn thấy đấy bách túc tiến hành trinh sát huyễn điệp yêu nữ tuyền qua giọng chói tai một gã u phủ quân cất tiếng trả lời đi ra đặc thù nhân loại trên thân hắn cực ít càng giống hỗn hợp thể của một con nhện cùng con rết to lớn phía trước thân thể mọc hai chi thật dài giữa lông tơ phía cuối chi thế mà dày đặc mười mấy con mắt kép đỏ bừng u phủ quân bách túc đem chi duỗi đến cực hạn chi của hắn tự như trải qua gen điều chế đặc thù là chuyên môn vì trinh sát mà sáng tạo chi dài đến ba thước gấp lại duỗi toàn bộ thế mà đạt tới hơn mười mét do hơn mười khớp nối liền có thể tự do đổi hướng ở trong thông đạo khúc chiếc phức tạp. U phủ quân, bách túc đem chi phủ kính mắt kép thò vào trong cái hang tối om. Hai đại thống lĩnh U phủ quân, hắc bá cùng tuyền qua, đều đem hai tay đặt ở gần đầu, bách túc hắn, thông qua gốc thần kinh hợp thành tiếp nối với não vực của hắn, cùng hưởng tầm nhìn của hắn. Nhìn từ sóng âm chấn động lúc ban đầu dò xét, hành lang này ít nhất dài 20 km, trên vách hang có các vòng hoa văn dạng ốc giúp người ta ra vào, nhưng vách hang cực kỳ bóng loáng, người thường không có công cụ phụ trợ, vẫn không vào được. Trong hành lang che kín sương mù đen xì, mặc dù mắt kép của Bách Túc trải qua điều chế cùng tu luyện đặc thù, vẫn không thể xuyên thấu đến hơn trăm mét bên dưới. Ồ, hình như có thanh âm. Cuối hành lang, sâu trong lòng đất, bỗng nhiên truyền đến một đợt tiếng nổ vang đột kích, như một mắt suối phun, từ dưới lòng đất chợt dâng lên. Chú ý đề phòng, cẩn thận dị động huyễn điệp yêu nữ tuyền qua đem bách túc kéo lại giữa hai cái sừng to lớn đỉnh đầu mang ngưu đại đâu trùng hắc bá một ánh chớp dạng quả cầu nhanh chóng bành trướng hầu như trong cùng thời điểm thủy triều tiếng ù ù trào lên cửa hang ầm một tiếng thế mà như núi lửa bùng nổ cả mảng lớn khí đen xông ra a à, bách túc kia còn có một khúc chi cuối cùng chưa rút ra khỏi giếng bị khí đen đụng phải lại phát ra tiếng gầm rú xé tim xé phổi mắt kép thế mà lại như là cục u dị dạng chợt to ra sau chốc lát bốc 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 nổ tung từng cái bách túc kêu thảm thiết đau thấu tim Huyển điệp yêu nữ tuyền qua tay mắt lanh lẹ cánh bướm hơi nhoáng lên một cái một luồng hào quang bảy màu kéo ba vòng ở trên chi bị sưng của bách túc chi cục cất tiếng trả lời rơi xuống thế mà như là rắn độc bị chặt đầu nhảy bật lên mười mấy lần mới ở trong tiếng xẹt xẹt hóa thành một vũng nước mũ khí đen phóng lên cao đem đại bộ phận phi trùng huỳnh quang đều bao phủ ở trong ánh sáng của một nửa phi trùng huỳnh quang tắt trong chớp mắt khô quắt héo rũ như mưa đá bốt bốt rơi vào trong giếng một nửa huỳnh quang phi trùng khác lại bừng sáng ánh yêu dị trong lỗ khí phát ra tiếng tê tê vỏ cánh cùng chi điên cùng sinh trưởng ngay cả cánh cũng to lên một đoạn từ ban đầu to bằng ngón cái biến thành to bằng nửa bàn tay huỳnh quang phi trùng sau khi phóng to quả thực là những quả pháo sáng chấp cánh trở nên cực kỳ tàn bạo khát máu, bụng đói kêu vang, phát ra tiếng rít chói tai, lao về phía U Phủ Quân ở bốn phương tám hướng. Huỳnh Quang Phi trùng mất khống chế rồi. Một gã U Phủ Quân kinh hô. Đại bộ phận thành viên tổ chức của U Tuyền Lão Tổ đều là trùng tộc, tên như ý nghĩa, đều là chuyên gia ngự trùng thuật, các yêu thú loại côn trùng ở dưới sự thao túng của bọn họ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, một bộ phận huỳnh quang phi trùng u phủ quân này dùng tinh huyết điều chế, giống như khí quan của mình, thế mà không nghe theo hiệu lệnh của hắn. Thời khắc mấu chốt, ma ngưu đại đâu trùng hắc bá, quát to một tiếng, ti chớp dạng quả cầu giữa hai cái sừng chật đánh ra, nổ tung ở giữa huỳnh quang phi trùng biến dị, biến thành một tấm lưới điện to lớn phạm vi mười mấy mét, hồ quang màu u lam đem toàn bộ huỳnh quang phi trùng bao phủ hết ở bên trong. Xèo 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 xèo. Mặc dù bị hồ quan mãnh liệt dây dưa, huỳnh quang phi trùng cũng chưa nháy mắt chết đi, vẫn dãy dụa mãnh liệt, vài lần thiếu chút nữa xé rách lưới điện, xông ra khỏi vòng vây. Hả? Giáp sát quanh thân Hắc Bá rầm rầm chấn động, từng viên yêu đang được thảm ở trên người chợt lóe sáng, hồ quang phóng ra từ màu u lam biến thành màu đỏ thẩm. Dưới hồ quang đỏ đậm kích động, tuyệt đại bộ phận huỳnh phi trùng rốt cuộc bị giật thành từng cục thang, phành một tiếng hóa thành tro bụi, lại vẫn có mười mấy con phi trùng sinh mệnh lực đặc biệt ương ngạnh, chẳng những chưa bị giật chết, ngược lại ở trong hồ quang tiến một bước biến dị quanh thân mọc ra từng cái mũi nhọn. Vòi hút cũng to thêm ba phần, giống như là những cái trông sắc loang loáng. Cái gì? Hắc bá như chịu nhục nhã vô cùng, bộ mặt bị giáp đen bao bọc bốc hơi ra từng luồng huyết khí, đôi bàn tay như hai chiếc xe lửa vũ trụ hung hăng đập vào nhau, siêu cấp yêu đang như miếng hộ tâm ở ngực chợt lóe sáng, hồ quang bắn ra từ đỏ thẩm biến thành trắng bịch. Rốt cuộc, đem mấy chục con huyền quang phi trùng biến dị giật chết toàn bộ. Phun ra thuốc ổn định, mau huyễn điệp yêu nữ tuyền qua vẻ mặt giọng nói đều giữ tợn vài tên u phủ quân bọc như cái bánh chưng tất tiếng trả lời đi lên trên người bọn họ mặc tầng tầng lớp lớp quần áo phòng hộ kín hết thậm chí còn có bộ trang bị phòng cổ độc đến từ thiên nguyên giới đeo mấy bình áp suất cao màu bạc thật lớn từng cái phù trận trên thân bình lập lòe tỏa sáng Phúc phúc phốc phốc từng luồng bọc biển màu xanh biếc từ trong bình áp suất cao phun ra ở quanh khí đen hình thành một vách ngăn kiên cố. Khí đen vừa dính đến bọc biển màu xanh biếc, bọt biển lập tức như là sôi trào, đem khí đen bao bọc nhiều tầng, trung hòa thêm, sinh ra lượng lớn khí thể vô hại màu xanh lục nhạt, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Chỗ khí đen này cất chứa ở chỗ sâu nhất của mộ hỗn độn, tựa như có hiệu quả khiến hoạt tính tế bào điên cùng kích phát, bất cứ sinh vật nào một khi dính, đều sẽ đem sinh mệnh lực ở nháy mắt tiêu hao hết, trở nên cực độ điên cuồng. May mắn, loại khí đen cổ xưa này, kết cấu coi như đơn giản, có thể bị thuốc ổn định trung hòa. Một chuyên gia cổ độc học đồ nghịch mấy pháp bảo kiểm tra đo lường yêu khí bản thổ huyết yêu giới, cùng không khí đến từ thiên nguyên giới, nói nhanh, khí đen này, ở sâu trong mộ hỗn độn phong bế 4 vạn năm, trong 4 vạn năm, vỏ quả đất thay đổi đè ép, lại thêm áp khí bên ngoài biến hóa rất lớn, cho nên vừa mở ra cánh cổng đồng xanh. Mới có thể phun ra, dự tính 5 phút đồng hồ sau sẽ tiêu tán hết. Nhưng, chỗ sâu nhất của mộ hỗn độn có thể còn có khí đen lưu lại, đề nghị ở trước khi thăm dò, dùng thuốc ổn định tiến hành phun ra, trung hòa trước. Quả nhiên, 3 phút sau, lực phun ra của khí đen liền dần dần giảm, như suối phun hao hết áp lực, chậm rãi biến thành dòng chảy nhỏ giọt, 5 phút đồng hồ sau, không có khí đen phun ra nữa. Dù vậy, U Tuyền lão tổ vẫn như cũ bảo u phủ quân tiếp tục chờ đợi nửa giờ, đồng thời bảo chuyên gia đem một pháp bảo kiểm tra đo lường không khí thông qua dây thừng mềm dài nhỏ, treo vào chỗ sâu trong cái giếng. Chiều dài dây thừng mềm là 10 km, ít nhất ở chỗ sâu một vạn mét, cũng chưa kiểm tra đo lường được thành phần cổ độc quá nồng. Sâu trong cổ mộ phong bế 4 vạn năm, không khí tự nhiên không thích hợp người thường hít thở, nhưng yêu cầu của yêu tộc đối với không khí vốn đã không cao như con người, bọn họ lại mang theo bình oxy nén, hẳn là không đến mức xảy ra vấn đề. Thừa dịp nửa giờ thời gian cho khí tan, U phủ quân ở trên giếng tiến hành tác nghiệp thổ công, dùng xích sắt chắc chắn, lâm thời dựng lên một bình đài lên xuống. Nhưng, bởi vì cực hạn của cường độ xích sắt, xích sắt chỉ dài 5.000 mét, nếu dài nữa, sẽ bị trọng lượng chính mình làm đứt. Không ít cao thủ trong U phủ quân đều có năng lực phi hành cùng lơ lửng, mặc dù không thể bay, cũng có thể như là thằng làng thạch sùng bám lấy vách hang lên xuống, bình đài lên xuống này, chủ yếu là chuẩn bị cho vận chuyển vật tư. Bọn họ chuẩn bị ở dưới giếng, Cách mỗi 5.000 mét sẽ dựng một chỗ bình đài lên xuống, thông qua không ngừng tiếp sức, có thể đem thứ có giá trị trong mộ vận chuyển ra hết. Ông 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 ông. Nửa giờ sau, nhóm trinh sát đầu tiên dùng yêu thú loại côn trùng được đưa đến phía dưới giếng. Đám yêu thú loại côn trùng này trải qua điều chỉnh gian đặc thù, tất cả đều có được khí quan thị giác cùng cảm giác phát triển, từng đôi mắt kép rạng rỡ tỏa sáng trong bóng đêm. 100 mét, 200 mét, 300 mét. Ở dưới cao thủ ngự trùng thao túng, yêu thú loại côn trùng càng lúc lặn xuống càng sâu. Nhưng, ở lúc xâm nhập đến dưới 5.000 mét, toàn bộ yêu thú loại côn trùng, tất cả đều mất đi kết nối tinh thần với chủ nhân, trâu đất xuống biển, vô tung vô ảnh. Lại đưa nhóm yêu thú loại côn trùng thứ hai, kết quả cũng tương tự, vốn các yêu thú này ít nhất có thể được đưa đến trên 100 km, vẫn giữ kết nối mỏng manh với chủ nhân, nhưng ở trong cái giếng quỷ dị, nhiều nhất kiên trì hơn 6.000 mét liên tiếp bị chặt đứt, vô luận dùng bí pháp tăng phúc như thế nào, cũng không làm được việc gì. Nhóm thứ ba đưa vào là con rối chiến thú đến từ thiên nguyên giới. Nhưng các pháp bảo thường túy dùng máy móc, tinh thạch và phù trận tạo thành này cũng tương tự, ở khoảng cách 5-6.000 mét đã mất đi liên hệ với người thao túng. Xem ra, chỗ hỗn độn ẩn thân là dùng tài liệu phòng phóng xạ cùng dao động đặc thù xây dựng, lại thêm pháp trận đặc thù, có thể ngăn cách tất cả thần niệm dao động cùng tinh thần kết nối, quấy nhiễu toàn bộ thông tin. Vài tên chuyên gia cơ quan học cùng kết cấu học nghiên cứu rất lâu, lại đem mấy pháp bảo dò xét đưa vào trong giếng, cuối cùng đưa ra kết luận. Nói cách khác, chúng ta trên mặt đất không có khả năng biết mọi thứ xảy ra ở sâu trong giếng. U Tuyền lão tổ bình tĩnh tự nhiên nói. Vậy chỉ có thể phái người đi xuống thăm dò thực địa. Lão tổ, ta đi nhé. Ma ngưu đại đâu trùng hắc bá là người thứ nhất đứng dậy, ồn ồn nói. Thể trạng của ngươi quá cường tráng, chỉ một mình ngươi đã đem cái giếng chiếm cứ một nửa, chẳng may gặp dị biến, rất khó cho việc bỏ chạy. Huyễn điệp yêu nữ, tuyền qua, thản nhiên nói. Vẫn là ta đi đi. U tuyền lão tổ trầm ngâm một lát, tuyền qua đi đi. Chỗ sâu trong mộ hỗn độn không biết cất dấu hung hiểm cỡ nào, cơ quan khác đều có thể lần lượt hóa giải, nhưng nếu là thủ đoạn tinh thần công kích, thì cực kỳ khó chơi. Tuyền Qua là chuyên gia tinh thần chiến, kỹ xảo bay cũng càng thêm cao siêu hơn Hắc Bá, mặc dù ở trong giếng chật hẹp, di chuyển cũng tương đối tiện. Tuyền Qua, ngươi nhớ kỹ. U Tuyền lão tổ đem thanh âm tụ lại thành một tuyến âm quanh co khúc khuỷu, trực tiếp đưa vào lỗ tai Tuyền Qua, chấn động màng tai của cô, sau khi đến phía dưới, di tích cùng bảo vật khác đều có thể chậm rãi khai quật, nhưng phải ngay lập tức đem thứ kia tìm ra. Thuộc hạ đã rõ. Tuyền Qua cung kính nói, "Còn xin lão tổ bảo cho biết tin tức chi tiết của vật ấy." U Tuyền lão tổ suy nghĩ sâu xa một phen, nói, "Vật đó hẳn là một đoạn tin tức huyền ảo phức tạp, cực kỳ khổng lồ. Có lẽ còn bao gồm chốt mở khởi động giống như chìa khóa, là cổ ngọc giảng của bốn vạn năm trước tuyệt đối không thể chịu tải. Ở trước khi chấp hành nhiệm vụ một lần này, ta từng bảo các ngươi đều cẩn thận nghiên cứu các pháp bảo thời đại cổ tu dùng để chứa đựng thần niệm tin tức. Theo ta phỏng đoán, không phải tàn tinh hạp thì là quẩn thiên hồ vân vân cổ pháp bảo dung lượng lớn hơn gấp trăm lần so với ngọc giản ps Tàng tinh hạp hộp chứa sao quẩn thiên hồ hồ lô chứa trời thuộc hạ đã rõ tuyền qua cùng u tuyền lão tổ thảo luận thêm một đợt quyết định các chi tiết chọn 30 tên u phủ quân giáng người tương đối nhỏ gầy lại có thiên phú bay cũng để 10 tên tù binh ở phía trước mở đường các ngươi không phải hỗn độn tín đồ trung thành nhất sao Bên dưới là chỗ hỗn độn đại thần của các ngươi tán thân, nói không chừng còn có thể tận mắt thấy thi hài hỗn độn, đây chính là vinh quang vô thượng của các ngươi. Tuyền qua cười giữ tận nói, nếu thần của các ngươi thật sự phù hộ các ngươi, thuận thuận lợi lợi hoàn thành lần khai cuộc này, các ngươi cùng đồng bạn đều có thể sống sót. Nếu là có ai sợ hãi không tiến lên, lâm trận lùi bước, hừ hừ, chẳng những chính hắn phải chết, chúng ta còn có thể từ trong tù binh còn lại tùy tiện bắt ra 10 tên, chung cùng hắn, nếu là không muốn hại chết chính mình cùng đồng bạn, vậy hướng hỗn độn đại thần của các ngươi lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng hắn đừng nhảy ra tác quái đi. Rầm Xuyền xích của 10 tên tù binh hỗn độn chi nhận đều được mở ra, cũng cho bọn họ một ít cường hóa dược tề khôi phục thể lực, thậm chí cho bọn họ một bộ quần áo phòng hộ đồng phục giống với U Phủ Quân. Cái này cũng không phải U Phủ Quân để ý mạng nhỏ của bọn họ, chỉ là bọn họ nếu trúng cổ độc, bản thân độc phát mất mạng thì thôi, nếu là giống với đám huỳnh quang phi trùng kia biến thành quái vật phát rồ khỏe mạnh vô cùng chẳng phải chuyện xấu mười tên tù binh hỗn độn chi nhận nhìn nhau tuy tạm thời khôi phục tự do nhưng ở dưới đám đông u phủ quân trấn áp cũng không tạo ra được chút sóng gió nào cả huống chi bên trên còn bắt giữ rất nhiều đồng bạn ngay cả thủ lĩnh hỏa nghĩ vương của mình cũng bị nhốt bọn họ cũng vô lực phản kháng hỗn độn đại thần phù hộ chúng ta đi mười tên tù binh hỗn độn chi nhận lặng lẽ niệm trong lòng ở dưới nanh vuốt của u phủ quân bắt ép tung người nhảy vào giếng cái giếng sâu không thấy đáy như thông mãi đến sâu trong tâm trái đất trên dưới đều bị sương mù đen mờ mờ bao phủ như là các cục bông màu đen bay qua bên người một luồng khí mỏng manh từ bên dưới thổi hướng lên trên như là một đôi tay vô hình khẽ nâng bọn họ vô luận tù binh hỗn độn chi nhận hay là tinh nhuệ trong u phủ quân tất cả đều sở trường phép kinh thân trên vách hang bóng loáng còn được khảm từng vòng hoa văn có thể mượn lực, trái lại không làm khó được bọn họ. Bên cạnh mỗi một u phủ quân đều lượng lờ không ít phi trùng thông tin, chỉ là ở sau khi xâm nhập lòng đất năm 6 ngàn mét, thông tin phi trùng và bên trên liền mất đi liên lạc, chỉ có thể dùng để thông tin nội bộ. Càng đi vào lòng đất, sương mù đen càng thêm dày đặc, đến cuối cùng quả thực đưa tay không thấy năm ngón. Cho dù bọn họ mang theo lượng lớn đèn pha và huỳnh quang phi trùng, cũng chỉ có thể mơ hồ phát họa ra hình dáng của nhau. Đội thăm dò ước chừng ở trong giếng hạ xuống hơn nửa giờ, rốt cuộc hạ xuống đến đáy giếng. Xung quanh truyền đến từng đợt tiếng ong ong, ánh sáng đèn pha cũng biến thành một mảng mờ nhạt, hướng về phía thanh âm quét qua, lại thấy yêu thú loại côn trùng vừa rồi bị đưa đến trong giếng dùng để trinh sát, tất cả đều như là rùi bỏ không đầu, xoay vòng vòng. Thấy đèn pha, không ít phi trùng không đầu không đuôi lao về phía ánh đèn, phốc 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 phốc, pha ra hình ảnh ánh sáng rời rạc. Từ trường nơi này cực kỳ hỗn loạn, căn bản không phân biệt rõ phương hướng, khó trách những yêu thú này đều sẽ mất đi khống chế. Trong tay một tên u phủ quân bưng một khối la bàn nhiều công năng tinh diệu liên bang luyện chế, kim đồng hồ bên trên quay thật nhanh như cối xay gió. Chất lượng không khí vẫn ổn, hàm lượng oxy tuy chỉ có 25%, nhưng chưa đo được thành phần kịch độc trí mạng. Một tên u phủ quân khác thuần thục sử dụng máy tính. Chiến tranh, là thủ đoạn trao đổi tốt nhất của hai nền văn minh ở trong mấy năm liên tục loạn chiến với thiên nguyên giới lượng lớn pháp bảo và kỹ thuật tu chân đều chảy vào huyết yêu giới trước dùng máy dò xét sóng âm tiến hành đo vẽ bản đồ lại lấy phương hướng ngược kim đồng hồ tiến hành thăm dò nơi này tầm nhìn cực kỳ kém chú ý mọi người tập kết cùng một chỗ bao gồm tù binh ở trong cách mỗi 5 phút đồng hồ điểm danh một lần để tránh có người tụt lại phía sau tuyền qua nói nhanh Bốn phía một mảng đen xì, đèn pha nhiều nhất chỉ có thể chiếu rọi hơn 10 mét, ngay sau đó bị màu đen như mây mù cắn nuốt, huỳnh quang phi trùng càng mất khống chế, xoay vòng vòng ở đỉnh đầu bọn họ. Huỳnh quang lúc sáng lúc tối, không những không thể chiếu sáng hữu hiệu, ngược lại đem không khí nhụm đẫm càng thêm khẩn trương. Ba 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 Tiếng sóng âm đơn điệu quanh quẩn ở hơn hai vạn mét dưới lòng đất, rất nhanh phát họa ra đại khái hoàn cảnh bốn phía, đưa về trong sinh hóa tinh phiến gián trên mắt bọn họ Nhìn từ kết quả sóng âm đo vẽ bản đồ đây là một không gian dài rộng đều ở 5-600 mét So sánh với thần điện trong lòng đất bên trên khí thế hoành tráng, quy mô lớn tự nhiên là gặp sư phụ Không gian nối liền một thể không có cột, chỉ là ở trung ương có một khối thật lớn nhô lên đã giống tảng đá lớn, lại giống vương tọa càng giống một cái quan tài thật lớn Toàn bộ không gian nước động sâu che cả đầu gối cũng không biết có phải không gian vỡ tan hay không nước ngầm từ bốn phía ùa vào hay là bốn vạn năm trước đã tích tụ ở đây trải qua bốn vạn năm bốc hơi cùng lên men nước động đã biến thành chất lỏng dinh dính gần như dầu trơn bước ra mỗi một bước đều sẽ kéo ra các sợi tơ nhỏ nhưng trừ độ cao hàm lượng vi khuẩn vượt chỉ tiêu thật ra không có độc tính cùng tính ăn mòn quá mạnh mẽ năm tên tù binh ở phía trước năm tên tù binh ở phía sau bắt đầu thăm dò đội thăm dò mò mẫm đến mép không gian, tiến lên ngược chiều kim đồng hồ, vách tường lại là các khối đá đen thật lớn đắp thành, bên trên khắc từng hàng chữ nhỏ như đầu ruồi rậm rạp. Đây là cái gì? Bảy tám cái đèn pha cùng nhau chiếu xạ lên, lại thấy trên vách đá đen cao tới 450 mét, từ trên xuống dưới, tất cả đều bị văn tự, con số cùng phù văn to bằng hạt gạo chiếm đầy. Có một số văn tự viết chỉnh tề từng nét bút, có chút văn tự lại là rồng bay phượng múa, ngoáy đến cực điểm, cũng có một số văn tự như là chữ gà bới cùng thiên thư, nhìn một cái đã khiến người ta đầu ván mắt hoa. Nhưng, từ cơ cấu thể chữ, cùng góc độ và độ mạnh khắc vào đá đến xem, đều là ra từ bút tích cùng người. Tựa như là công pháp nào đó, không đúng, là bí pháp điều chế cổ độc nào đó, cũng không đúng, sao giống bức vẽ lưu trình luyện chế pháp bảo nào đó. Hiểu rồi, là rất nhiều loại kỳ công tuyệt nghệ lộn xộn hỗn tạp cùng một chỗ, các công pháp đó đứt quản, ít ỏi qua loa, còn có rất nhiều dấu vết bôi vẽ cùng sửa chữa, hẳn là bản nháp. xem ra căn phòng bí mật này thật là phòng tu luyện cùng phòng nghiên cứu của hỗn độn. hắn đem vách tường xung quanh đều coi là bản nháp, để tự hỏi công pháp mới, vừa có ý nghĩ gì, liền thông qua chân khí thắt vào trên tường. mau đem toàn bộ dấu vết trên tường quét hết, vận chuyển về bên trên, lại để chuyên gia cẩn thận phân tích, tranh thủ phân tích ra mấy thứ bí pháp hữu dụng. bức tường xung quanh tất cả đều lưu lại lượng lớn lối suy nghĩ cùng ý niệm của hỗn độn, trừ những thứ này, lại còn có lượng lớn vết cào như giả thú, đem không ít văn tự cùng công thức phá hủy hết đi. Không ít vết cào xâm nhập vách tường mấy mét, như là hung thú cực độ bạo ngược, cùng tính bùng nổ tàn lưu lại. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Kỳ quái, nơi này đã là chỗ hỗn độn tu luyện, phòng ngự lại nghiêm mật như thế, quả quyết không có khả năng bị dị thú đột nhập vào những vết cào khủng bố này là ai lưu lại. Vết cào thật lớn xuất hiện, làm đội thăm dò càng thêm sinh lòng cảnh giác, dùng ước chừng hơn 2 giờ mới đưa vách tường xung quanh hoàn thành đo vẽ. Trong lúc đó cũng phái ra hai nhân viên thông tin trở lại mặt đất liên lạc, hơn nữa từ mặt đất lại sai 10 tên u phủ quân xuất phát, mang theo nhiều yêu khí, pháp bảo cùng công cụ đo vẽ hơn nữa xuống. Sau đó, bọn họ hướng trung ương mộ hỗn độn tiến quân. Mất đi bức tường làm chỗ dựa, chỉ sau mười mấy mét, bọn họ giống như là lâm vào một mảng đại dương mênh mông màu đen, bốn phương tám hướng và đỉnh đầu đều bị sương mù đen không tan bao vây, thứ duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ có nước động sâu ngang đầu gối nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng. Xèo xèo, xèo xèo, toàn bộ u phủ quân đều kích hoạt yêu đang được thảm ở trên người, từng luồng yêu khí, hồ quang và lửa mơ hồ dân trào ở trong yêu đang. Cẩn thận chút, chúng ta cách vật thể to lớn giữa không gian chỉ còn lại có hơn 200 mét, phía trước không có ngăn cản, bảo trì đường thẳng, hạ tốc độ đi tới, mọi người đều đừng tụt lại phía sau. Tuyền qua là chuyên gia tinh thần chiến, từ trên người cô phóng ra từng vòng lân phấn, giống như gợn sóng bảy màu nhộn nhạo ra, tự có một hiệu quả an thần tĩnh khí. Chính là lúc này. Rầm. Rầm. Trong nước động bỗng truyền đến tiếng vang quỷ dị. Trong nước có gì? Theo một tiếng kinh hô, vù 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 vù, mấy chục bóng đen quỷ dị bí ẩn từ trong nước động lao vút ra, bắn về phía mọi người như tia chớp. Lại là loại phi kiếm hút máu che kín mạch máu lý diệu từng gặp được. Những phi kiếm này như là suốt bốn vạn năm cũng chưa từng hút được máu tươi thật sự, mạch máu đều héo rút không ra bộ dáng gì cả, như con dung phơi nắng khô ủ rũ ở trên thân kiếm. Chính bởi vì như thế, tiếng riết của bọn nó mới đặc biệt đói khát, đặc biệt tàn nhẫn ngăn cản bọn họ. Tuyền qua khẽ búng 10 ngón tay, mấy chục tia lân phấn từ đầu ngón tay bắn ra, ở giữa không trung biến ảo thành cầu vòng sặc sở, ma sát tốc độ cao với không khí, Vụt một tiếng hừng hực bốc cháy lên. Ngọn lửa nhiều màu dăng khắp nơi, bệnh thành một tấm lưới kính không kẻ hở, chụp vào đầu, đem mấy chục thanh phi kiếm che kín hết thảy. U phủ quân cũng đều thể hiện tài năng, quần áo phòng hộ bịt kín hết sốc lên từng khe hở, lộ ra những viên yêu đan yêu đang kích động ở quanh thân ngưng tụ thành các tấm khiên linh năng cùng trường đao lửa ánh sáng ảo hóa ra hơn trăm đạo kiếm khí ánh đao hướng phi kiếm hút máu hung hăng chém tới những phi kiếm hút máu này yên lặng suốt bốn vạn năm đã sớm là nỏ mạnh hết đà ở dưới đòn chém của u phủ quân tranh nhau gãy vô lực về lại trong nước động nước động như sôi trào phát ra từng đợt tiếng xì xì lại có một tù binh hỗn độn chi nhận thất kinh thoát ly trận hình bị một thanh phi kiếm hút máu gãy vừa lúc cọ trúng cánh tay, cắt ra một vết thương thật nông. Phi kiếm hút máu như dòi trong xương, chui vào trong cơ thể tù binh này, trong tích tắc đã đem nửa thân gã tù binh này hút thành thây khô. Chỉ là, còn chưa chờ phi kiếm hút máu lại lần nữa bay ra, mấy chục đạo kiếm khí đao mang đã bổ đầu, cả người lẫn kiếm đều chém thành mảnh vụn. Xem ra, hỗn độn đại thần của các ngươi, đối với các ngươi quả thật đặc biệt, chiếu cố, nha mặt tuyền qua mang theo sự châm chọc nói. Còn chưa dứt lời, biến cố lạ đột nhiên xảy ra, trong thủy vực bên cạnh mọi người bỗng vài người khổng lồ như tháp sắt ngồi dậy, dùng đèn pha chiếu, thế mà lại là con rối kim loại làm từ đồng xanh, quanh thân khắc linh văn rậm rạp. Những con rối người khổng lồ này, tất cả đều vỡ thành mảnh vụn, thân trên dưới chia lìa, luôn ngâm ở sâu trong nước động, cho nên mới chưa bị phát hiện. Mặc dù không có nửa thân dưới, bọn họ cũng cao hơn 2 mét, đôi bàn tay vươn ra dài bảy tám mét trong cánh tay hình ống tròn đen sì càng giấu vô số binh khí pháp bảo con rối người khổng lồ dựa vào tinh thạch được khảm ở ngực cùng các khớp điều khiển ước chừng giống với phi kiếm hút máu cảm ứng được khí tức của vật còn sống mới có thể từ trạng thái hôn mê thức tỉnh trong miệng bọn họ phát ra tiếng gầm nhẹ ôi ôi gian nan chuyển động các khớp loang lỗ vết rỉ, duỗi ra hai tay lập lòe ánh sáng lạnh lẽo đánh về phía u phủ quân không cần bối rối công kích tinh thạch của bọn nó. Tuyền qua lớn tiếng quát, tốc độ búng của 10 ngón tay chợt tăng lên một bậc, từng mảng lân phấn biến ảo thành những con bướm nhẹ nhàng bay múa, xoay loạn quanh thân con rối người khổng lồ, đầu ở trên những viên tinh thạch lóng lánh. Lân phấn con bướm nháy mắt thấm vào tinh thạch, tinh thạch vốn lập lòe tỏa sáng, như là trộn lẫn quá nhiều tạp chất, ảm đạm, đục ngầu không rõ. Con rối người khổng lồ vỡ thành mảnh một lần nữa dừng vận chuyển, trong thân hình rỉ sét gần hết, phát ra một tiếng thở dài trống rỗng cuối cùng. Mấy con rối người khổng lồ còn lại, cũng bị u phủ quân loạn đao phân thay. Trừ một gã u phủ quân bản thân bị thương nặng, đại đa số mọi người đều bình yên vô sự. Những con rối người khổng lồ này, không giống như là hộ vệ chuyên môn, ngược lại giống loại, nhân vật kiểu như người hầu nào đó, là trợ thủ của hỗn độn. Sau khi kiểm tra các pháp bảo dấu trong cơ thể con rối người khổng lồ, tuyền qua ra kết luận. Những pháp bảo này, phần lớn không có tính công kích, đều là dùng để giải phẫu, luyện khí, duy tu cùng tiến hành các loại thực nghiệm. Nhạc đệm nho nhỏ chưa quấy nhiễu bọn họ thăm dò, sau khi nghỉ ngơi hồi phục một chút, đội thăm dò tiếp tục tiến lên, dọc theo đường đi đặc biệt chú ý nước động, không gặp phiền toái quá lớn nữa, trái lại còn từ trong nước động vớt được không ít ngọc giảng và mảnh pháp bảo. Sau 15 phút đồng hồ, bọn họ rốt cuộc mò đến quanh quan tài thật lớn giữa không gian. Vô luận U phủ quân hay tù binh hỗn độn chi nhận, tất cả đều ngừng thở, mười mấy cái đèn pha bắn về phía giữa. Ra ngoài dự liệu là, hiện ra ở trước mặt bọn họ, đã không phải vương tọa nguy nga, cũng không phải quan tài âm trầm, mà là một bố trí tương tự cao nước. Cái ao nước này, lấy thủy tinh vô cùng tinh thuần chế tạo ra, cao hơn mặt đất 3-4 mét, dài rộng đều gần 10 mét, bên trên khắc rồng bay phượng múa, linh văn rậm rạp, hợp thành một đại trận huyền ảo phức tạp tới cực điểm, không biết có tác dụng gì. Phía trên cao, còn có một khối tài liệu tương tự luyện chế mà thành nắp đậy, dựa vào thanh trực nối liền với ao, dùng cực ít sức là có thể khép lại. Sau khi khép lại thì kính không kẻ hở, hình thành một cái chỉnh thể kính không kẻ hở. Chung quanh ao thủy tinh còn có những cái hũ to, có một số trực tiếp nối liền với ao thủy tinh, còn có một số dùng ống mềm nối liền với ao thủy tinh. Lâu ngày, ống mềm dùng ruột yêu thú luyện chế thành tất cả đều đã mục nát. Nhìn lướt qua, một cái ao thủy tinh này trái lại có chút giống máng bồi dưỡng sinh hóa yêu tộc thường dùng, nhưng bên trong trống rỗng, trừ chất lỏng long lanh trong suốt, cái gì cũng không có, đừng nói thi hài hỗn độn, ngay cả xương cốt cũng không có nửa cái. Thật sự là kỳ quái thay, tất cả chứng cớ đều cho thấy, nơi này chính là chỗ hỗn độn tán thân. Vì sao chưa phát hiện một chút thi hài nào? Tuyền qua khẽ cau mày, nếu không có thi hài, thứ kia lão tổ muốn lại sẽ đặt ở nơi nào? Đúng lúc này, ở dưới một cái đèn pha chiếu, tuyền qua cực kỳ sâu sắc phát hiện, trong chất lỏng trong máng thủy tinh đựng, hình như có một thứ giống như mã não lóe lên một cái. Đó là cái gì? Lốc xoáy hơi động tâm, tiến lên một bước, ghé vào bên cạnh ao thủy tinh cẩn thận quan sát. Đúng lúc này, phía sau tuyền qua truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một tù binh hỗn độn chi nhận, giống như bị yêu ma nhập vào, các khớp tay chân đều vặn vẹo mất tự nhiên, nhảy dựng lên ngoài cánh cổng đồng xanh, ma ngưu đại đâu trùng hắc bá đứng ngồi không yên đi qua đi lại vài giờ. An tâm một chút chớ nóng vội, hắc bá, ta đã bảo tuyền qua cách mỗi 10 phút thì thả một nhân viên liên lạc về nơi đây. Ít nhất 10 phút trước, tất cả bình yên vô sự. U tuyền lão tổ lại bình tĩnh tự nhiên, thậm chí nhàn hạ thoải mái pha một ấm trà xanh, ngồi đối diện luận đạo cùng chuyên gia hỗn độn học sở chính thanh. Đúng lúc này, sâu trong lòng đất bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu quái dị tiếng kêu quái dị này làm mọi người đều biến sắc hẳn hắc bá càng sốt ruột khó dằn nổi muốn nhảy vào giếng đợi chút u tuyền lão tổ lớn tiếng quát tình huống không rõ đừng tùy tiện đi vào bất thình lình tiếng kêu quái dị kia càng lúc càng rõ ràng cũng càng lúc càng hỗn độn giống như là một tên điên bị dọa vỡ mật nói năng lung tung một bóng người từ sâu trong giếng dần dần hiện ra sừng ở đỉnh đầu hắc bá một lần nữa lượn lờ những vòng hồ quang chói mắt từng luồng điện theo bốn vách giếng hướng phía dưới lan tràn. Mười mấy cái đèn pha cũng đặt trên giếng, đem ánh sáng mạnh chiếu thẳng xuống, vừa lúc chiếu vào trên một bóng người be bét máu thịt. Là một tù binh. Hắc bá nghiến răng, bộ mặt dữ tợn. Quần áo phòng hộ quanh thân tên tù binh này bị xé rách thành mảnh nhỏ, tính cả trên người hắn cũng be bét máu thịt, cả cánh tay trái cũng bị xé đi, cũng không biết là lực lượng gì chống đỡ hắn chạy đến trên mặt đất hắn như là bị một con thú ác mộng khổng lồ vô cùng dữ tợn đuổi theo lao thật nhanh ở trên vách giếng bất chợt ở dưới tia máu bao phủ lao ra mặt đất huỵch một tiếng ngã xuống đất ngã tới mức máu văng khắp nơi tiêu độc cách ly u tuyền lão tổ nhanh chóng lui về phía sau phốc 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 bọt biển tiêu độc cùng thuốc ổn định màu xanh biếc đem tù binh hỗn độn chi nhận cục tay này hoàn toàn bao vây trong bọt biển vẫn như cũ phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh hãi muốn chết Chết rồi. Chết cả rồi. Bọn họ chết hết rồi. Hắc bá lòng nóng như lửa đốt, tiến lên một bước, lớn tiếng quát, phía dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói mau. Đừng, đừng qua đây. Tù binh hỗn độn chi nhận thật sự đã bị dọa đến mức hồn phi phách tán, ngay cả Hắc bá và U tuyền lão tổ cũng không nhận ra, mang theo bọc biển cả người cựa quậy ở trên mặt đất, liều mạng chạy ra ngoài, ở trên đất kéo ra một vết máu thật dài. Lão tổ, xem ra tình huống phía dưới thật sự không ổn để ta dẫn đội đi xuống xem xét đi hai mắt hắc bá đỏ đậm thở hổn hển như trâu đợi chút có chút không đúng u tuyền lão tổ lại ngửi được một chút hơi thở quỷ dị bí hiểm nheo mắt lẩm bẩm đúng lúc này mấy con phi trùng thông tin xoay quanh ở trên giếng bỗng nhiên dùng vỏ cánh điên cùng chấn động hợp thành một tiếng thét chói tai đến từ sâu trong giếng đừng tin tưởng hắn Tiếng thét chói tai này giống như là tín hiệu bom dẫn nổ, có một số u phủ quân đã nghe ra tiếng là thống lĩnh, tuyền qua, phát ra, nhưng bọn hắn còn chưa từng nghe tuyền qua hốt hoảng như thế, chật vật như thế, tuyệt vọng như thế. Ở trước khi bọn họ phản ứng lại, bọc biển ổn định bao vây trên thân gã tù binh hỗn độn chi nhận kia chợt nổ tung, mãnh liệt lại có yêu khí như thực chất, như kiếm khí đao mang, thổi quét phạm vi trăm mét. Toàn bộ u phủ quân đều không tự chủ được nheo mắt lại, giống như cảm ứng được những thanh đao sắc bén ập vào mặt. Yêu khí bùng nổ mạnh mẽ như thế, chỉ chứng minh một sự kiện tuyến lạp thể sâu trong tế bào của người này, đang lấy trạng thái núi lửa bùng nổ điên cùng phát ra năng lượng. Trong tích tắc này, chỉ có U tuyền lão tổ và hắc bá bọn số rất ít cao thủ phản ứng lại. Nhưng, ở dưới tên tù binh hỗn độn chi nhận này xảo diệu di chuyển vị trí dẫn đường, hắn lại là bị thân thể cao lớn của hắc bá trắng rất kín kẻ bao gồm u tuyền lão tổ ở trong cao thủ u phủ quân còn lại đều không thể vòng qua hắc bá trực tiếp công kích trống mang ngưu đại đâu trùng hắc bá là một trong các cao thủ mạnh nhất trong u phủ quân ngoại trừ u tuyền lão tổ lực phá hoại đạt tới cấp độ yêu hoàng hắn phản ứng không tính là chậm ti chớp dạng cầu giữa hai cái sừng một lần nữa bùng nổ mấy chục luồng hồ quang hướng trên thân tù binh hỗn độn chi nhận hung hăng bổ tới còn có vài đạo hồ quan dự báo trước bổ tới phía trước tù binh hỗn độn chi nhận. Nếu đối phương chạy về phía trước, nhất định sẽ bị tia điện bổ trúng, mặc dù đối phương có thể chống đỡ được mấy chục tia điện tấn công, tốc độ ít nhất sẽ chậm lại một chút. Vậy là đủ ưu tuyền lão tổ đuổi theo. Nào ngờ, yêu khí của đối phương sau khi nổ tung, chẳng những chưa bổ nhào về phía trước, ngược lại như là bọ cạp rơi vào trong nồi chảo, rất quỷ dị nhảy về phía sau, trực tiếp nhảy đến trong lòng hát bá hành động của đối phương hoàn toàn ra ngoài Hắc Bá đoán trước, mấy chục luồng hồ quang tất cả đều trượt. Tốc độ của tên tù binh hỗn độn chi nhận, so với Hắc Bá cao hơn một cấp, hai chân như chủ pháo lắp hai bánh của tinh thạch chiến hạm, đánh thật mạnh ở trên yêu đan ngược Hắc Bá. Lực lượng bùng nổ như lũ, điên cuồng đánh vào trong yêu đan. Ầm. Uhm. Trong yêu đan ẩn chứa vô tận linh năng, bị ngoại lực mãnh liệt đánh vào, như là lò xo áp suất đến mức tận cùng tự nhiên mà vậy sinh ra một kháng lực cường đại. Động tác của đối phương lại là xảo diệu đến cực điểm, khi lực lượng yêu đang phản chấn tăng lên tới cực hạn, nương lực lượng này, hai chân bắn thật mạnh ra. Ở dưới hai luồng lực lượng dung hợp, như viên đạn trong pháo từ quỹ đạo bắn ra, gào thét lao thẳng tắp về phía trước, nháy mắt đánh vỡ bức tường âm thanh, đột phá vận tốc âm thanh, hóa thành một tia sáng màu máu nhanh như điện chớp. Từ đáy giếng phát ra tiếng kêu, đến kẻ này bùng nổ yêu khí, đến hồ quang của hắc bá tấn công đến người này không tiến mà lui nương phản lực yêu đang ở ngực hắc bá lao ra động tác mau lẹ không tới nửa giây thân hình khổng lồ của hắc bá như tinh thạch chiến xa hạng nặng lại giống diều đứt dây bị người này dễ dàng đạp bay đi vừa lúc đập về phía u tuyền lão tổ thân hình u tuyền lão tổ nhoáng lên chỉ dùng ba ngón tay đã nắm một cái sừng đỉnh đầu hắc bá đem hắn vững vàng đón được đặt ngay ngắn chỉ là thế công của U tuyền lão tổ cũng bị cản chút, mất đi thời cơ tốt nhất lưu lại người này. Bá! 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 Trong bóng đêm, bốn tên U tuyền lão tổ mặt không biểu cảm chui ra, ngăn cản ở trên tuyến đường chạy trốn của người này. Tất cả đều là phân thân U tuyền lão tổ dùng kiến xanh ảo ảnh ngưng kết thành, trước đó đã mai phục trong các chỗ bóng tối. Nhưng người này như là đã sớm biết rõ phương thức chiến đấu của U tuyền lão tổ, ánh sáng màu đỏ nháy mắt biến hóa vạn lần, hai phân thân chưa chạm tới tóc của hắn đã bị bỏ lại. Hai phân thân khác, lại là bị lòng bàn tay hắn đánh ra ánh sáng trắng ngà sạch sẽ lưu loát đánh nổ. Ánh sáng màu đỏ, biến mất ở sâu trong bóng đêm. Sắc mặt u tuyền lão tổ nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, xanh tới mức như là muốn nhỏ ra chất lỏng, cũng hóa thành một luồng hào quang màu xanh lục, đuổi theo không tha. Đồng thời vung tay, vài phân thân kiến xanh ảo ảnh ngưng tụ thành đều dung hợp cùng nhau, trở lại bên cạnh cánh cổng đồng xanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cửa hang trong tích tắc tuyền qua gian nan bay ra bộ dáng vô cùng thê thảm làm hắc bá cùng u tuyền lão tổ đều chấn động giờ phút này huyễn điệp yêu nữ không còn sự yêu dị cùng mị hoặc ngày thường nữa cánh năm màu sặc sỡ rách sơ sát trên người hầu như không có nửa miếng thịt nguyên vẹn đặc biệt bụng bên trái sinh ra một lỗ thủng lớn nhìn thấy ghê người lục phủ ngũ tạng đều đáng thương bại lộ trong không khí nhìn từ hình thái vết thương lại là bị người ta đánh trộn từ phía sau. Mặt tuyền qua sưng như đầu heo đã ngâm muối, xấu xí đến cực điểm, một bộ dáng khóc không ra nước mắt, buồn bã nói, lão tổ, thuộc hạ vô năng. Đừng nói lời thừa. Phân thân u tuyền lão tổ nghiến răng nói, chuyện rốt cuộc là thế nào? Có một tù binh hỗn độn chi nhận, làm bộ bị cơ quan pháp trận sâu trong mộ hỗn độn mê hoặc, như thành kẻ điên, ta tiến lên xem xét, nhất thời không phát hiện, bị hắn đánh lén. Tuyền qua kinh hồn chưa định nói, không, hắn hẳn là không phải tù binh chúng ta bắt được, là về sau trà trộn vào, thực lực của hắn rất mạnh, đối với tinh thần công kích của ta, hầu như hoàn toàn miễn dịch. Thực lực của hắn, đương nhiên rất mạnh. Mặt phân thân u tuyền lão tổ càng lúc càng đen, ngay cả hắc bá cũng không phải đối thủ của người này, bị hắn một cước đạp bay, thực lực của hắn khẳng định đạt tới cấp yêu hoàng. Không ngờ, trừ hỏa nghĩ vương, trong hỗn độn chi nhận thế mà còn cất giấu tên yêu hoàng thứ hai không đúng chấp mũi phân thân u tuyền lão tổ nhúc nhích giống như từ trong không khí ngửi được một ít khí tức quỷ dị người này đánh tan phân thân của ta sử dụng là thần thông kiểu phá hủy diệt tế bào nhưng tốc độ cực cao ngược lại có chút giống là tên cao thủ kia bên người kim tâm nguyệt con người phân thân u tuyền lão tổ chật co rút tên cao thủ kia bên người kim tâm nguyệt khi ở sâu trong dãy núi bách hoang tránh né đuổi giết từng thi triển một chiêu này. Hắn, sao có khả năng ở chỗ này? Lão tổ. Tuyền qua gian nan di động thân thể, đưa tay nói, người này, người này còn từ trung ương mộ hỗn độn cướp đi một món đồ. Hả? Phân thân u tuyền lão tổ một lần nữa biến sắc, là cái gì? Hẳn là một cổ pháp bảo giống với tàn tinh hạp, rất có khả năng chính là vật kia lão tổ bảo thuộc hạ tìm kiếm. Tuyền qua thành thành thật thật trả lời, người này luôn ẩn nấp ở trong tù binh, thẳng đến sau khi tàn tinh hạp xuất hiện, mới bùng nổ làm khó dễ, xem ra hắn chính là vì vật ấy mà đến. Phân thân U tuyền lão tổ hít sâu một hơi, vẻ mặt đờ đẫn, sau một lát, lửa giận không chỗ phát tiết rốt cuộc bùng nổ, ầm một tiếng, ngàn vạn kiến xanh ảo ảnh tạo thành phân thân tất cả đều phát nổ, biến thành một cơn bão kêu loạn, biến ảo thành một hình người cao lớn mơ mơ hồ hồ, phát ra tiếng trống giận đâm thủng bầu trời sâu trong lòng đất, tốc độ chân thân U tuyền lão tổ lần nữa tăng vọt một bậc, cách luồng ánh sáng màu đỏ phía trước càng lúc càng gần. Hành lang hẹp dài, không có lối rẽ thứ hai, cũng không chỗ để dịch chuyển, thuần túy so đấu tốc độ tuyệt đối của hai người. Trong vòng ba giây, liền có thể đi vào phạm vi công kích của U tuyền lão tổ, mà ánh mắt sắc bén của U tuyền lão tổ đã sớm đem người này xé nát 17-18 lần. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Rầm, rầm 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 quanh hành lang mấy chục quả bom tinh thạch bom axit bom nọc độc đồng thời nổ linh năng kim độc axit trộn lẫn cùng một chỗ như thiên nữ tán hoa giống như cuồng phong rống giận tràn ngập không gian chật hẹp u tuyền lão tổ rống to một tiếng căn bản chưa đem vụ nổ nho nhỏ để vào mắt quanh thân hình thành một khiên bảo vệ yêu năng vô luận axit nọc độc hay là mảnh vỡ pháp bảo bén nhọn đánh vào bên trên đều như là bị nhựa cây đặc sệt dính không thể va chạm vào thân thể hắn. Nhưng, bom liên hoàng bố trí cực kỳ xảo diệu, có lẽ tầng nham thạch phía trên đã sớm bị axit ăn mòn, sau khi dẫn nổ, ngàn vạn tấn đá tất cả đều sụp xuống, đem hành lang bịt chặt. Nổ cho ta. U tuyền lão tổ cùng nộ, mở ra cái mồm to như chậu máu, khóe miệng rách đến bên tai, trong miệng phun ra một luồng hào quang xanh nồng đậm, ở trên tầng đất đá cứng rắn đánh tung ra một cái hố lớn sâu 7-8 mét. Nhưng, tầng đất đá sau khi trải qua vụ nổ mãnh liệt vốn đã sốt giòn không chịu nổi, hắn vừa mới đánh ra cái lỗ lớn, đất đá phía trên liền tiếp tục sụp, một lần nữa đem cái lỗ lớn lấp đầy, chọc u tuyền lão tổ giận sôi lên, nổi trận lôi đình. Đối phương đã sớm thăm dò địa hình, ở trong hành lang này bố trí cạm bẫy chạy trốn, mặc dù lấy sự mạnh mẽ của u tuyền lão tổ, muốn đột phá hành lang phong bế, ít nhất cũng cần nửa phút đồng hồ. Hơn nữa, u tuyền lão tổ cũng không biết, đối phương ở trong hành lang còn chôn nhiều bom hơn hay không, lại có phải đang ở trong bóng tối một đầu khác của hành lang, lặng lặng chờ đợi hắn hay không. Nhớ lại vừa rồi, đối phương trong tích tắc đá một phát, thực lực người này ít nhất tương đương với hỏa nghĩ vương. U tuyền lão tổ tuyệt không muốn ở trong một nơi lạ lẫm hoàn cảnh, đối đầu với kẻ địch đáng sợ như vậy. Hơi do dự trong bóng đêm, trong thông tin phi trùng bên người U tuyền lão tổ liền truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Đó là thủ vệ phụ trách thủ hộ phòng nghiên cứu tầng 2 trong lòng đất, cùng thần điện tầng 1 trong lòng đất. Nghe tiếng, như là có một con hồng hoang hung thú, lấy trạng thái gặp thần sát thần, gặp Phật diệt Phật, thẳng đường hướng mặt đất đột kích. Chặn hắn. Chặn hắn. Gương mặt tuấn mỹ vô cùng của U Tuyền lão tổ hoàn toàn vặn vẹo. Kẻ lẫn vào trong tù binh, đoạt đi chí bảo sâu trong ngôi mộ, tự nhiên chính là Lý Diệu. Trong toàn bộ kế hoạch lẫn vào doanh địa tù binh đã là hung hiểm vạn phần đòi mạng hơn ở dưới mí mắt u tuyền lão tổ tiến vào mộ hỗn độn nếu khi đó bị u tuyền lão tổ phát hiện đóng cửa đánh chó thật là muốn lấy cái mạng nhỏ của lý diệu nhưng lý diệu tin tưởng vững chắc phán đoán của mình u tuyền lão tổ sau khi nắm được hỗn độn thần mộ nhất định đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên bí mật hỗn độn cho dù còn có thể phân ra một bộ phận tâm tư suy xét khẳng định cũng là làm sao từ trên người hỏa nghĩ vương bóc lột áp bước ra nhiều lợi ích hơn nữa. Hắn tuyệt đối không ngờ, còn có một cao thủ cấp yêu hoàng to gan lớn mật, phát rồ, sẽ mạo hiểm xuất hiện ở dưới mí mắt của hắn. Thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu xông ra vòng vây, một lần nữa xuất hiện ở trong thần điện trong lòng đất. Mà cao thủ tinh nhuệ nhất trong U Phủ Quân, tất cả đều ở tầng 3 trong lòng đất. Cách hắn, còn có mười mấy giây thời gian. Mười mấy giây, đã đủ cho một cao thủ cấp yêu hoàng làm rất nhiều chuyện. Ai cản ta thì chết. Từ sau khi huyết văn tộc dung hợp với một bộ phận ý thức của hắn, hóa thành huyết sắc tâm ma, phong cách chiến đấu của hắn cũng trở nên càng ngày càng cấp tiến, tàn khốc, bạo ngược. Trên không thần điện trong lòng đất, ánh sáng màu đỏ nháy mắt tách thành mấy chục sợi chỉ đỏ né nhanh, hướng U phủ quân bốn phương tám hướng gào thét lao đi, nháy mắt xuyên thủng ngực bảy tám gã U phủ quân, chợt lại hội tụ cùng một chỗ, hướng về phía trước phá vây vì từ trong hỗn độn thần mộ vận chuyển ra ngoài nhiều di tích hơn lỗ thủng trên không thần điện trong lòng đất cũng bị đã thông đường kính đạt tới mấy chục mét lý diệu chính là từ trong đó một bước lên trời trống ở đỉnh đầu hắn một con sa trùng xấu xí mở ra cái mồm to như chậu máu nước miếng mang theo tính ăn mòn rất mạnh không ngừng chảy phá hủy diệt tế bào tấn công trong cánh tay trái lý diệu vô số tế bào nhanh chóng ma sát thiêu đốt kích động sau khi hoàn toàn hủy diệt đổi lấy năng lượng thông qua thủy tinh thể lòng bàn tay ngưng tụ chợt bắn ra đem sa trùng trực tiếp đánh xuyên một chuỗi vụ nổ đem lục phủ ngũ tạng của sa trùng hoàn toàn hủy diệt chỉ còn lại có một cái vỏ trống rỗng lý diệu trực tiếp từ trong cơ thể sa trùng bay lên mặt đất nói là mặt đất vẫn ở đáy thôn tinh hải phía trên là vách ngăn thủy tinh lâm thời dựng chống đỡ nước hồ giờ phút này chính là đêm tối mực nước thôn tinh hải tăng vọt bọn họ ngâm ở trong nước hồ sâu tới vài trăm mét tin tức có người đào vong đã truyền đến nơi này bốn phía đều là tiếng hò hét ồn ào vô số u phủ quân bay về phía lý diệu ở trong mắt lý diệu tất cả bọn họ đều hóa thành từng mảng số liệu cơ bản nhất năng lực khống chế chiến thuật khổ tu hơn một tháng ở trên đảo khô lâu phát huy đến cực hạn lý diệu mỗi một lần di chuyển vị trí xen kẻ cùng ra tay tất cả đều trải qua ít nhất hơn trăm lần kiểm nghiệm trong đầu cam đoan mỗi một bước đều có thể hạn độ lớn nhất liên lụy trận hình đối phương, xé rách vết nứt trí mạng, sau đó. Điên cuồng bỏ chạy. Đối với U Phủ Quân mà nói, kẻ địch xuất quỷ nhập thần này thật sự làm bọn họ khó chịu đến cực điểm, trừ vài tên U Phủ Quân tận cùng phía trước chính diện tiếp xúc với kẻ địch, người còn lại lại đều phát hiện, công kích cự ly xa của mình đều bị chiến hữu trắng kính. Nếu là muốn xông lên phía trước cận chiến với kẻ địch, lại bị người một nhà có ý đồ tương tự ngăn cản cùng đè ép, qua qua lại lại, mọi người thế mà quỷ dị chen đến một bên, ở cánh trái đối phương ngã trái ngã phải. Mà phía bên phải đối phương lại ù ù cạc cạc không có một bóng người. Lý Diệu mỉm cười, một lần nữa đưa ra mấy chục quả bom ẩn chứa phù trận chấp sáng cùng mê muội quấy nhiễu, ở trước khi kim độc cùng mưa axit phóng tới đã thét dài một tiếng, hướng khung đỉnh thủy tinh lao vút đi. Năm ngón tay trái mở ra, một phần hào quang chói mắt nhanh chóng bành trướng ở lòng bàn tay, giống như là hắn hung hăng nắm một phần mặt trời. Không ổn. U phủ quân ý thức được hắn muốn làm gì, tất cả đều kinh hãi muốn chết, tim gan hầu như nhảy ra khỏi lồng ngực. Muốn ngăn cản, lại không còn kịp nữa. Ầm. Uhm. Mặt trời nhỏ ở lòng bàn tay lý diệu chợt vỡ toang, hóa thành 17-18 luồng ánh sáng màu vàng, phân biệt bắn về phía các nơi của khung đỉnh thủy tinh. Loại vách ngăn thủy tinh này chuyên môn dùng để tiến hành bài tập đáy biển, dùng để chống nước, có hình cung tròn, có được tính kháng áp rất mạnh, có thể chống đỡ được áp lực thật lớn từ ngoài hướng vào trong. Nhưng đối với lực nổ từ bên trong hướng ra phía ngoài thì có chút lực bất tòng tâm. Theo vài tiếng nổ vang, trên khung đỉnh thủy tinh nhất thời xuất hiện 17-18 lỗ thủng lớn, ở dưới áp lực cực mạnh thúc đẩy, nước thông tin hải hóa thành 17-18 con rồng nước cùng hung cực ác xông vào. Lý Diệu nghiến răng mạch máu trên hai tay cùng hai chân lồi lên từng sợi, cứng rắn chống đỡ một vòi nước trong đó đánh vào, cậy khung đỉnh thủy tinh, chui vào trong thông tinh hải. Hô! Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái ở ngực, một túi khí thật lớn lập tức từ sau lưng bắn ra, giúp hắn ở trong thông tinh hải mật độ cực cao đạt được sức nổi mạnh mẽ. Tiểu hát, ra đi! Ở trong thông tinh hải ẩn chứa kim loại nặng, Lý Diệu cũng không lo lắng sẽ lưu lại dấu vết linh năng dao động, mặc dù thật sự bị phát hiện, yêu tộc sử dụng pháp bảo, cũng là chuyện nhìn quen lắm rồi. Hắc dực kiếm từ trong nhẫn càng không nhảy ra, như con chó nhỏ nghẹn ở nhà hỏng rồi, phát ra tiếng rít đã vui, lại ủy khuất, quay quanh lý diệu ba vòng, ở trong hồ nước mở ra cánh linh năng màu đen. Trong nước hồ nhộn nhạo từng đợt sóng mạnh mẽ, giống như cánh đen mở đến vài trăm mét. Lý diệu như là về tới thời thiếu niên mười mấy năm trước, các cao túng chặt chui hắc dực kiếm, huyết sáo, ở trong nước hồ không có ánh mặt trời lao như điện chớp. U tuyền lão tổ chỉ chậm hơn hắn mười mấy giây. Chính là mười mấy giây này lại khiến trong vách tường thủy tinh trở thành vùng sông nước bưng biền. Trong hỗn độn thần mộ còn có lượng lớn di tích quan trọng, U tuyền lão tổ tự nhiên không thể cho phép nó bị thông tin hải hoàn toàn cắn nuốt. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể mệnh lệnh U phủ quân lập tức triển khai tu bổ đối với vách ngăn thủy tinh. Đồng thời lệnh một chiếc yêu ma chiến hạm bỏ neo ở trên không thông tin hải lập tức lên không trung, mở rộng phạm vi theo dõi. 20 phút sau, trinh sát đo được động tĩnh lạ, có một bóng đen mờ nhạt từ hướng tây nam của thôn tinh hải lên bờ, hướng tây tiến thẳng như bão táp. Hắc bá, tập kết tinh nhuệ, đuổi theo cho ta. Giọng u tuyền lão tổ, giống như là đao thép cạo xương, làm người ta không rét mà run. Hướng tây nam, là khu loạn phong của bạch ngân tử mạc, thường xuyên có gió lớn thổi quét, đem hạt cát cũng cuốn lên bầu trời, trở thành bão cát khủng bố. Tuyền qua chồng chất vết thương gian nan nói không quản được quá nhiều như vậy, thứ đó cực kỳ quan trọng đối với kế hoạch của chúng ta, mà tên cao thủ thần bí kia, càng nhất định phải bắt lấy. Sắc mặt U tuyền lão tổ xanh mét nói. 15 phút đồng hồ sau, đội tìm kiếm do hai chiếc yêu ma chiến hạm tạo thành, hướng phía tây nam của Bạch Ngân tử mạc tiến quân. Mục tiêu nếu chạy trốn hết tốc độ, nhất định sẽ kích phát ra yêu khí cực kỳ nồng đậm, lưu lại dấu vết rõ ràng, nếu không muốn lưu lại yêu khí, vậy tốc độ nhất định không thể nhanh được đuổi, đuổi theo. Tốc độ cùng năng lực bay liên tục của yêu ma chiến hạm đều không phải sức người có thể địch nổi, mượn dùng yêu khí tiên tiến trên yêu ma chiến hạm, còn có pháp bảo bắt giữ yêu khí đến từ tinh diệu liên bang, u tuyền lão tổ rất nhanh tập trung một dấu vết yêu khí rõ ràng có thể thấy được, hướng Tây Nam kéo dài thẳng tắp. Một đường hướng Tây, chính là biển lớn, nếu đối phương chạy đến trong biển, muốn truy kích tiếp thì khó. U tuyền lão tổ biến sắc, tất cả hai chiếc yêu ma chiến hạm đều kích phát đến cực hạn phòng động lực phía sau tất cả đều bành trướng lên phun trào ra từng luồng khí áp suất cao hầu như đem bầu trời hừng hực thiêu đốt trong bạch ngân tử mạc dọc đường đi đều là sa mạc đơn điệu hoang vắng một mảng ánh sáng màu bạc lóe lên không chỗ nào để mà che giấu nhưng ở sau khi truy kích suốt 3 giờ hoàn cảnh xung quanh lại đột nhiên biến đổi như biển lớn nổi sóng mãnh liệt sóng đục bốc lên phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa nơi này chính là khu loạn phong. Trong Bạch Ngân Tử Mạc, không có núi cao và thung lũng ngăn cản, gió mạnh đến từ trên biển lớn có thể không kiên nể gì đổ bộ, thổi quét các bụi lấy ức vạn tấn để tính, hình thành một vùng biển trong sa mạc. Yêu ma chiến hạm của chúng ta có thể ngăn cản gió lớn cấp 13 xông qua. U Tuyền lão tổ không chút do dự nói. Ông. Ông. Mặt ngoài hai chiếc yêu ma chiến hạm từng tầng màng bảo hộ màu xám trắng như giáp xương đều xé hết ra, lộ ra từng cái khí quan to lớn do vô số yêu đang tạo thành, giống như con mắt. Từ trong những khí quan nhân tạo này phun trào ra từng luồng yêu năng bán trong suốt, dung hợp lẫn nhau, ở ngoài chiến hạm hình thành vách tường yêu năng chắc chắn. Yêu ma chiến hạm xông thẳng khu loạn phong, từng cơn bão cát đánh ở trên thân hạm, chỉ là làm mắt trên thân hạm chợt lóe, hơi lay động mà thôi. Nhưng, khi hai chiếc yêu ma chiến hạm đều xâm nhập đến trung ương khu loạn phong, từ trên mặt đất bỗng nhiên phát ra mấy chục tiếng nổ vang, bốt 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 bốt. Mấy chục quả bom tinh thạch bắn lên giữa không trung, dần dần nở rộ như pháo hoa lấp lánh. Những quả bom tinh thạch này cách yêu ma chiến hạm còn rất xa, căn bản chưa tổn hại tới yêu ma chiến hạm mảy may. Lông mày u tuyền lão tổ lại nhíu thật chặt. Ngay từ đầu, nhất cử nhất động của kẻ địch thần bí kia đã cực kỳ ra ngoài dự liệu, hắn không có khả năng sẽ tiến hành công kích không hề ý nghĩa bằng sức phá hoại của những bông tinh thạch này cho dù nổ ở ngay phía dưới yêu ma chiến hạm lại có thể làm được gì hắn vì sao phải làm như vậy đúng lúc này biên độ yêu ma chiến hạm chớp lên lại càng lúc càng mạnh độ dữ dội của gió bão bên ngoài lập tức tăng lên rất nhiều cách vỏ thuyền xương thật dày mơ hồ cũng có thể nghe được cùng phong rít gào sao lại thế sức gió lập tức tăng lên nhiều như vậy phong hệ linh năng tất cả đều hỗn loạn rồi. Không ổn. Đối phương đánh ra bom tinh thạch, căn bản không ẩn chứa bao nhiêu sức phá hoại, lại ẩn chứa lượng lớn phù trận có thể tăng phúc phong hệ linh năng. Chỉ cần tính toán tốt hướng gió cùng áp suất gió, mấy chục quả bom tinh thạch tăng phúc sức gió, có thể đem lực lượng bão các tạm thời ngưng tụ lại, chế tạo ra một khu gió cùng bão cực kỳ khủng bố. Sao có thể, cho dù là vũ tộc ở trong cuồng phong sinh ra, trời sinh dung hợp cao độ với phong hệ linh năng, cũng không có khả năng hiểu biết đối với đặc tính của gió lốc đến loại trình độ này. Quái vật này, rốt cuộc là từ đâu đến vậy? Mau lao ra đi! Theo tiếng trống giận dữ của U tuyền lão tổ, yêu ma chiến hạm cũng như bị một thanh chủy khổng lồ vô hình hung hăng đập một phát, sàn hạm nghiêng nghiêm trọng hướng bên trái. Không ít thuyền viên bất ngờ không kịp đề phòng, hung hăng bắn ra ngoài, va chạm với đồng bạn, trên sàn đầy hỗn loạn. Ở chỗ 300 mét phía trước bọn họ, hơn 10 vòi rồng màu xám nhạt từ trong sa mạc không ngừng hấp thụ càng nhiều hạt cát hơn, trở nên càng lúc càng tráng kiện, càng lúc càng lớn, màu sắc cũng từ xám nhạt, biến thành màu tím đen càng thêm khủng bố. Thứ đó giống như những con rắn khổng lồ cắn nuốt thiên địa, không có ý tốt nhìn bọn hắn chầm chầm, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc làm vỏ thuyền chắc chắn mỏng như cánh ve. ầm, Chủ pháo yêu ma chiến hạm nổ súng, đầu một con rắn khổng lồ tầm ầm nổ tung, nửa đoạn thân thể còn lại rất nhanh bị trắng khổng lồ còn lại xé rách, chia nhau ăn, lại khiến cự xà còn lại trở nên càng thêm tráng kiện, dữ tận Mà ở cánh cùng phía sau yêu ma chiến hạm, càng nhiều vòi rồng như cự xà dần dần thành hình. 3 giờ sau, hai chiếc yêu ma chiến hạm ở trong bão các cực mạnh trì hoãn hồi lâu, nghiêng ngã lão đảo lơ lửng ở trên không đường ven biển Tây Nam Bạch Ngân Đại Lục. Bởi vì bão các cản trở, bọn họ chậm hơn thời gian dự tính ước chừng 1 giờ rưỡi, dọc theo đường đi nhiều lần mất đi tung tích mục tiêu, thẳng đến 20 phút trước mới một lần nữa tập trung được. Ở trên máy dò xét yêu khí, một mảng ánh sáng mờ nhạt vương thẳng hướng biển lớn, biến mất ở sâu trong nước biển nổi sóng mãnh liệt. Nhìn từ trình độ yêu khí khuếch tán, đối phương hẳn là ở nửa giờ trước đã chui vào biển lớn. Đây là một cái thời gian cực kỳ xấu hổ. Nếu đối phương không có tiếp ứng, chỉ dựa vào lặng, nửa giờ không chạy thoát được bao xa, trải lưới tìm tòi, có lẽ còn có thể đuổi theo nhưng xem bộ dáng đối phương dọc theo đường đi tỉ mỉ mưu tính rất khó tin tưởng đối phương không ở đáy biển giấu một hai món pháp bảo có thể lặn đi tốc độ cao u tuyền lão tổ hắc bá cùng các cao thủ trong u phủ quân nhìn biển lớn mênh mông lâm vào suy nghĩ sâu xa tuy dọc theo đường đi gặp phải không ít suy sụp cơn giận của u tuyền lão tổ ngược lại thu liễm sạch sẽ trên khuôn mặt như giếng cổ không gợn sóng nhìn không ra chút khỉ nộ ái ố nào trở về. U tuyền lão tổ đang nghe truyện trên TV audio CV bỗng nhiên đề cao thanh âm. Cái gì? Hắc bá sửng sốt, cứ như vậy để cho mục tiêu đào tẩu sao? Lấy trình độ giả dối của đối phương, nếu một lòng chạy trốn, nhất định đã sớm ở đáy biển an bài tiếp ứng cùng nhiều cạm bẫy hơn, chúng ta khẳng định đuổi không kịp. U tuyền lão tổ nói nhanh, nhưng ta càng sợ đối phương là điệu hổ ly sơn. Giờ phút này, tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ trong U phủ quân tất cả đều bị chúng ta dẫn đi ra, ở lại trong hỗn độn thần mộ, chỉ có tuyền qua bản thân bị thương nặng. Nếu, mục đích ngay từ đầu của đối phương đã không phải chạy trốn, mà là hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, lại đánh hồi mã thương, giải cứu hỏa nghĩ vương thì sao? Hắc bá hít sâu một hơi, giáp sát chắc chắn cũng khẽ rung. Quả thực như thế. Vậy chúng ta còn có cơ hội, bắt lấy đối phương. U tuyền lão tổ cười dữ tận, như là dùng bàn ủi khắc thật sâu ở trên mặt. Phương Bắc Bạch Ngân Tử Mạc, nơi cách khu loạn phong cùng hỗn độn thần mộ đều mấy ngàn km một bóng đen kề sát sa mạc, nhanh như điện chớp, dần dần vẽ ra một đường cong thật lớn, hướng hỗn độn thần mộ lao đi. Chính là Lý Diệu. Nếu đơn thuần vì chạy trốn, hắn căn bản không cần tốn nhiều thủ đoạn như vậy. Kế hoạch của hắn giống với U Tuyền Lão tổ đoán, chính là trước đêm mình coi là mồi, điệu hổ ly sơn, đem u tuyền lão tổ và tinh nhuệ u phủ quân đều điều động hết đến bờ biển tây bạch ngân tử mạc tốt nhất có thể dụ dỗ bọn họ xâm nhập cận hải tìm tòi chỉ cần tranh thủ được nửa ngày thời gian đã đủ hắn vòng về hỗn độn thần mộ cứu ra hỏa nghĩ vương nếu tốt số bọn họ còn có thể cướp lấy một chiếc yêu ma chiến hạm nghĩ cách cứu viện ra nhiều tù binh hơn lại chậm rãi mưu tính một bước hành động tiếp theo chỉ là bóng người nhanh như điện của lý diệu sau khi ngực nhẹ nhàng rung động một trận thì cứng rắn ngừng lại. Hắn quỳ một gối xuống ở trong sa mạc, tháo xuống miếng thủy tinh bảo vệ mắt, phun ra các đầy trong mồm, từ trong lòng lấy ra một miếng kim loại mỏng khắc hoa văn màu mây. Giờ phút này, tấm mỏng này ở dưới phù trận thúc dục, phát ra chấn động mỏng manh. Bị nhìn thấu rồi. Đây là một chi tiết theo dõi nho nhỏ lý diệu an bài. Ở lúc hướng bờ biển Tây Bạch Ngân tử mạc đào vong, hắn đã ở trong đại sa mạc ném xuống hơn trăm pháp bảo cảm giác yêu khí. Những pháp bảo màu bạc trắng này to cỡ viên đạn, trải vào sa mạc màu bạc, hoàn toàn không phân biệt được, nhiều nhất một ngày sẽ bị cát chảy hoàn toàn bao trùm. Những pháp bảo này, giống với bông tinh thạch, đều là hắn ở trong vòng ba ngày, lợi dụng tài liệu trong những càng không cùng hỗn độn thần mộ ghép bừa mà thành, sử dụng rất đơn giản, chỉ cần cảm ứng được có yêu khí mãnh liệt xẹt qua phụ cận, sẽ phát ra một sóng linh lực cực kỳ mỏng manh, làm phù trận tiếp thu ở ngực hắn phát ra chấn động mỏng manh. Ở trong bạch ngân tử mạc bằng phẳng, không hề quấy nhiễu, khoảng cách truyền có thể đạt tới mấy ngàn km. Phù trận tiếp thu lần đầu tiên chấn động là ở nửa ngày trước, lúc U Tuyền lão tổ đuổi theo. Nhưng bây giờ, phù trận tiếp thu lần thứ hai chấn động. Vậy nói lên, lại có một luồng yêu khí mãnh liệt xẹt qua trên không những pháp bảo này. Tinh nhuệ của U Tuyền lão tổ đã dốc toàn bộ lực lượng Khả năng phái ra nhóm tiếp viện thứ hai là không lớn. Khả năng duy nhất chính là U Tuyền lão tổ đã nhận ra không ổn, kịp thời về phòng thủ. Thật sự là đối thủ khó chơi. Lý Diệu âm thầm nhíu mày, hai tay mở ra, phóng ra hơn trăm luồng chân khí, đem sa mạc coi là bản nháp giấy, bắt đầu nhanh chóng tính toán. Kết quả của một chuỗi tính toán huyền ảo phức tạp là, mặc dù hắn đem tốc độ tăng đến cực hạn, cũng chỉ có 7.1% khả năng ở trước khi U Tuyền lão tổ chạy về hỗn độn thần mộ, đã đem Hỏa nghỉ Vương cứu ra. Lý Diệu không muốn một mình một ngựa, đối mặt một tên U Tuyền lão tổ nổi giận đùng đùng, cộng thêm mấy trăm tên tinh nhuệ U phủ quân. Cờ kém một nước, thật sự đáng tiếc, cũng may ta không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Lý Diệu mỉm cười, liếm liếm môi khô khốc, từ trong nhẫn càng không lấy ra pháp bảo cổ nửa ngày trước từ sâu trong mộ hỗn độn đạt được, tung lên ở trong tay. Pháp bảo cổ này giống như là một bộ não dùng mã não và kim cương đỏ luyện chế thành, chỉ to bằng quả táo, vừa đủ một tay cầm. Lý Diệu ở trong mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử, từng nhìn thấy pháp bảo tương tự. Loại pháp bảo này gọi là tàn tinh hạp, có thể nói là ngọc giảng của phiên bản thăng cấp, có thể tồn trữ lượng lớn tin tức, thần niệm, thậm chí xây dựng ra ảo cảnh giống như đúc. Không ít đại năng cổ đại trước khi chết, đều thích dùng pháp bảo kiểu như tàn tinh hạp, đem tinh hoa suốt đời cùng thần niệm mãnh liệt nhất của mình rót vào trong đó, lưu lại truyền thừa cho người sau. Đây coi như là một loại di thư đặc thù đi. Lý Diệu phát hiện vật ấy ở trong ao thủy tinh trung ương mộ huyệt hỗn độn, cho rằng nhất định là di thư của hỗn độn không thể nghi ngờ. Hơn nữa lúc ấy, hắn quan sát đo được nhịp tim tuyền qua nhanh hơn, hít thở dùng dập, tốc độ máu chảy so với một phút đồng hồ trước đó nhanh hơn 11% liền biết vật ấy nhất định là mục đích thật sự của U tuyền lão tổ. Cho nên, Lý Diệu mới sẽ hung hãn ra tay, đánh lén sau lưng, cướp lấy di thư của hỗn độn. Nhìn từ hành vi cùng lời nói của U tuyền lão tổ, mục đích trung tâm một lần hành động này của hắn, vô cùng có khả năng chính là món đồ chơi này. Lại không biết trong di thư của hỗn độn ẩn chứa bí mật thế nào. Phá giải bí mật trong di thư, có lẽ mới có thể làm rõ, thứ U tuyền lão tổ thật sự muốn là cái gì. Lý Diệu hít sâu một hơi, quanh thân bị một đạo linh năng mờ nhạt bao vây, cả người chậm rãi chìm vào trong cát chảy, càng lặng càng sâu, thẳng đến mấy chục mét phía dưới sa mạc. Ba 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 Đến nơi này, Lý Diệu rốt cuộc có thể không kiên nể gì phóng thích linh năng, linh năng trạng thái dịch như nước biển bành trướng, đem hạt cát xung quanh chậm rãi chen ra, ép ra một không gian hình tròn đường kính 2 mét. Lý Diệu khoanh chân ngồi trong không gian này, Tàng tinh hạp như mã não lơ lửng dập dần ở trước mặt, mười ngón khẽ búng, trong những tàng không bay ra hơn trăm công cụ hóa giải nhỏ như lông trâu. Tàng tinh hạp loại đồ vật này, đã là truyền thừa cho người sau, thì không thể hoàn toàn phong tỏa, khẳng định có bí pháp mở ra nào đó. Ta tuy không biết bí pháp, nhưng thông qua phương thức bạo lực phá giải, chỉ cần hơi cẩn thận một chút, vấn đề hẳn là không lớn. Lý Diệu chính là chuyên gia pháp bảo cổ hỗn độn có lẽ ở trên thuật cổ độc càng thêm cao minh hơn hắn, nhưng nói đến đạo luyện chế và phá giải pháp bảo, lại nào phải đối thủ của hắn. Lý Diệu nheo mắt, mười ngón như là tác động hơn trăm sợi tơ vô hình, thao túng hơn trăm cây kim nhỏ như lông trâu, nhanh chóng đảo qua ở trên tàn tinh hạt. Một làn sương xám nháy mắt đem tàn tinh hạt bao vây chặt chẽ, chỉ nghe một đợt tiếng động sát 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 sát, mặt ngoài tàn tinh hạt nổi lên một mảng ánh đỏ đẹp đẽ sâu trong bộ não, mã não luyện chế thành, mơ hồ có đống lửa nhảy nhót bất định, giống như là đống lửa suy nghĩ, dần dần điểm hỏa. Tráng Lý Diệu chảy ra mồ hôi, còn chưa kịp chảy, đã bị làn da nóng bỏng bốc hơi, cái hang rỗng nho nhỏ tràn ngập một làn sương mù mờ nhạt. Trong sương mù, ánh sáng tàn tinh hạp tản mát ra càng thêm mông lung, bên ngoài bộ não to bằng quả táo hình thành một bộ não mới, to bằng não của người bình thường. Chỗ ánh sáng đang xen, giống như là gốc thần kinh ngọn lửa thần niệm phun ra nuốt vào bất định được rồi. Theo một tiếng bột, giống như tiếng viên đạn rơi xuống đất, trung ương tàn tinh hạp thế mà chậm rãi lồi ra một viên kim cương máu như con mắt. Từ trong kim cương máu bắn ra một ánh sáng huyền ảo màu đỏ nhạt, đâm thẳng vào đầu Lý Diệu. Lý Diệu cũng là người từng bị đoạt xá vài lần, ngựa quen đường cũ, thấy lạ mà không lạ nữa, sớm tiến hành kiểm tra đo lường nghiêm mật đối với tàn tinh hạp, ngăn chặn khả năng một lão quỷ bốn vạn năm trước nấp ở bên trong mưu toan đoạt xá. Huống chi, cho dù thực có lão quỷ đoạt xá Còn không biết ai đem ai nuốt đâu Lập tức Lý Diệu không chút do dự ghé lên Để cho linh căng của mình đắm chìm dưới ánh sáng huyền ảo Ông Nhất thời Sâu trong não vực truyền đến một đợt tiếng vang lạ ngân nga Vô số cảm xúc hỗn loạn tràn đầy tế bào não của hắn Lý Diệu từ trước tới nay chưa từng cảm nhận được cảm xúc phức tạp như vậy Đã bao hàm yêu nồng đậm nhất Cũng ẩn chứa hận cuồng bạo nhất đã có hy vọng mãnh liệt nhất đối với tương lai, cũng có tuyệt vọng tối tăm nhất đối với toàn bộ thế giới. Cảm xúc rắc rối phức tạp như cương đao cạo xương, so với lúc Âu giả tử đoạt xá càng mãnh liệt hơn mấy lần, làm hắn nhịn không được hô khẽ ra tiếng. Ngay sau đó, hình ảnh ánh sáng xung quanh đang xen, tất cả hạt cát đều biến mất không thấy, hắn như là xuyên qua đường hầm 4 vạn năm thời gian, xuất hiện ở trong một tòa đại điện rộng lớn tiên vân lượng lờ. Đại điện như lơ lửng ở trong mây, vô biên vô hạn, bốn phía dựng sừng sững vô số pho tượng nguy nga hoặc nhìn trừng trừng hoặc tiên phong đảo cốt hoặc ba đầu sáu tay bố triều câu xoa chung quanh mỗi một pho tượng đều có ánh sáng huyền ảo phóng lên cao như cây cột khổng lồ trụ vững bầu trời phía trên trong một tấm biển lớn dài mấy chục mét còn khắc ba chữ to rồng bay phượng múa chân khí sôi sục thái nhất đạo thái nhất đạo là một trong các tông phái chói mắt nhất hậu kỳ thời đại cổ tu bốn vạn năm trước nghe nói khi cường thịnh nhất từng nắm giữ nhiều tới gần trăm đại thế giới môn hạ ngàn vạn tu giả quốc gia đạo phàm nhân phụ thuộc thái nhất vô số ức vạn phàm nhân đều nghe theo hiệu lệnh thái nhất đạo lý diệu âm thầm suy tư hắn như là một u hồn long lanh trong suốt trôi nổi trên không đại điện nguy nga nhìn xuống các cổ tu sĩ tình cảm quần chúng dân trào trong đại điện đây là đoạn ký ức quan trọng nhất của hỗn độn lúc còn sống hắn ở trước khi chết đem tình huống cả đời mình đều lấy thần niệm áp suất cao độ chất vào trong tàng tinh hạp, đợi tới người đời sau khai cuộc ra, thì có thể nhìn thấy di ngôn của hắn. Loại phương pháp bảo tồn thần niệm này, ngược lại có chút tương tự với mảnh vỡ ký ức công kích của Âu Giả Tử, Lý Diệu đã từng sớm trải qua một lần công kích, giờ phút này não vực lại là khai phá cực lớn, tự nhiên không có chút trở ngại nào, rất nhanh dung nhập trong ảo cảnh bốn vạn năm trước. Ba ngạn trực, ngươi biết tội chưa? Nhất thời, một tiếng rít cào như tia sét từ phía trên lăn lộn sụp sôi, Chấn động đại điện rung rẩy ào ào, truyền đến từng đợt âm thanh dội lại, ngươi biết tội chưa ngươi biết tội chưa ngươi biết tội chưa ngươi biết tội chưa. Lý Diệu nhìn thấy, trong đại điện chật ních tu sĩ bậc cao đội mũ đeo đai, tràn đầy màu sắc, làm thành một vòng, trên mặt tràn đầy giận dữ, chỉ vào một tráng hán trung niên quần áo đơn sơ, mặt đầy râu sồn ở giữa, chỉ tay quát mắng. Tráng hán râu rậm tên là Ba ngạn Trực này, lại không hợp với đại điện rộng lớn hùng vĩ, tiên khí hư vô mờ mịt hắn toàn thân giáp đen, chân sỏ dày da thú, mặt đầy hơi thở khói lửa, trên giáp đen còn dính chút vết bẩn, có lẽ là chấp sự cấp thấp của môn hạ thái nhất đạo, xử lý công việc cụ thể. Ba ngạn trực, ngươi thân là tổng quản hạo miễu một tràng, vốn nên tận tâm hết sức, nuôi dưỡng linh thú, vì sao một lần này tuần sát sứ của tổng đàn xuống, lại thấy không ít linh thú trong hạo miễu một tràng đều biến thành hình thù kỳ quái, tính cách hung bạo, không phục thuần hóa, phàm nhân sinh sống ở hạo miễu mục tràng cũng đã xảy ra biến hóa đáng sợ, biến thành bề ngoài xấu xí, như yêu ma. Trong thái nhất đạo có nhiều lời đồn đãi nói ngươi cấu kết với tà giáo ma môn, đang làm hoạt động phát rồ, tội ác tày trời. Ba ngạn trực, chân tướng rốt cuộc như thế nào, còn không mau mau khai ra. Kẻ quát hỏi, lại là một tu sĩ cao chính thức, nóng vàng giáp vàng, nguy nga như tháp khổng lồ màu vàng trên đại điện, làn da người này cũng là một mảng ánh vàng rực rỡ, giống như hòa hợp một thể với khôi giáp, cầm một cây đã thần tiên bát giác nhiều cạnh. Ánh vàng phun ra nuốt vào dài đến bảy tám trượng, hầu như muốn chọc thủng khung đỉnh của đại điện. Ở sau lưng vị cự linh thần màu vàng này, một khối bát quái thật lớn lơ lửng, một lão giả khô gầy tan thương, mái tóc bạc rủ xuống đất, hai mắt khép hờ, khoanh chân ngồi. Trưởng môn, chấp pháp trưởng lão. Ngạn trực không có. Ngạn trực làm tất cả, đều là vì thái nhất đạo, đều là vì chúng sinh dưới sự cai trị của thái nhất đạo tráng hán râu rậm ba ngạn trực duỗi cổ hô lên cự linh thần màu vàng lạnh lùng quát một tiếng đúng hay không đúng tự có trưởng môn cùng các vị trưởng lão phán đoán ngươi chỉ cần nói hết ra lời nói thật lúc này thị giác của lý diệu lại dần dần rơi xuống trên đất dung nhập trong cơ thể ba ngạn trực thông qua hai mắt ba ngạn trực để quan sát toàn bộ hư cảnh nhìn từ góc độ này xung quanh tất cả đều là gương mặt nhìn trừng trừng khinh thường để ý, nghiến răng nghiến lợi. Cự linh thần màu vàng trên đại điện cùng trưởng môn ngồi xếp bằng ở trên bát quái, càng giống hai ngọn núi lớn cao ngất trong mây, cao cao tại thượng, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Lý Diệu hơi động tâm, xem ra ba ngạn trực này chính là chủ nhân hư cảnh, cũng chính là hỗn độn ngày sau. Ba ngạn trực nói, bắt đầu từ một năm trước, linh thú trong hạo miễu một tràng chúng ta đã thường xuyên xảy ra một ít dị biến kỳ kỳ quái quái, đệ tử thân là tổng quản một trường tự nhiên muốn tìm ra nguyên do sưu tầm mọi cách bị đệ tử ở trong một cái hang bên cạnh một trường phát hiện một dòng suối đen quỷ dị không ít linh thú uống xong nước của suối đen liền trở nên đặc biệt phấn khởi sinh ra đủ loại biến dị mà vài tên phàm nhân theo ta cùng đi thăm dò sau khi uống nước suối cũng đã xảy ra biến hóa cổ quái mọc ra sừng cùng vẫy cự linh thần màu vàng trừng mắt nói đã như vậy vì sao lúc ấy không hướng tổng đàn báo cáo. Ba ngạn trực vẻ mặt đau khổ nói, chấp pháp trưởng lão biết, hạo miễu một tràng, ở trên hạo miễu tinh xa xôi nhất môn hạ thái nhất đạo, cách tổng đàn đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm. Mấy năm gần đây, thái nhất đạo chúng ta luôn luôn tác chiến với huyền Nguyệt Tông, Long Vương giáo các tà ma ngoại đạo, truyền tống trận giữa các thế giới chịu nhiều quấy nhiễu, đức quảng, hạo miễu một tràng đệ tử cai quản càng thường thường trở thành đảo đơn độc. Sau khi điều tra được suối đen, đệ tử vốn muốn lập tức thông qua truyền tống trận hướng bên trên báo cáo, lại gặp phải liên quân huyền Nguyệt Tông cùng Long Vương giáo tiến công quy mô, Hạo Miểu Tinh cũng là một trong những mục tiêu bọn hắn công kích, đệ tử ở trên đảo đơn độc đau khổ chống đỡ, sức đầu mẻ tráng, việc này liền trì hoãn. Sau hơn nửa năm, chúng ta luôn mất đi liên lạc với tổng đàn, dựa hết vào trên dưới một trường đau khổ chống đỡ, đánh lùi mấy chục lần huyền Nguyệt Tông và Long Vương giáo tiến công. Mà những phàm nhân sau biến dị kia, trừ mọc ra một ít vảy cùng sừng cổ quái, có chút xấu xí, hành động, tư duy đều không khác gì người thường, cũng nhận ra người thân bạn bè của mình, cũng biết tuân theo pháp luật, kính tổ ý tông. Sức lực của bọn họ lại tăng trưởng vài lần, không sợ chướng khí cùng khói độc, mặc dù là bả đậu, cỏ linh lăng, dạ khô cho linh thú ăn, cũng có thể lấy để đỡ đói, ở trong chiến tranh rất nhiều tác dụng, đệ tử cũng chưa xử trí bọn họ. Nào ngờ, ba tháng sau, đệ tử phát hiện, phàm nhân biến dị trong một trường lại càng ngày càng nhiều. Đệ tử cảm thấy kỳ quái, cẩn thận điều tra mới biết, thì ra phàm nhân trên hạo miễu tinh, tất cả đều đem suối đen kia coi là suối thần, nếu bản thân phàm nhân bị thương nặng, thuốc thang không có hiệu quả, thì đi uống nước suối đen. Tuy sẽ trở nên xấu xí chút, lại thường thường có thể sống sót, còn có thể thích ứng cơm canh cùng hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Chưởng môn cùng các vị trưởng lão có điều không biết, ở trong mấy tháng đó một mình chiến đấu hăng hái, Hạo Miểu Tinh gặp áp lực hai phương diện Huyền Nguyệt Tông cùng Long Vương Giáo, thương vong thật sự rất thê thảm nặng nề, vật tư càng thiếu thốn đến cực điểm. Người tu chân tạm thời bất luận, phàm nhân là thê thảm đến cực điểm, ở trên chiến trường cửu tử nhất sinh, quả thực nhà nhà để tan, thôn thôn đắp mộ. Phàm nhân ở trên chiến trường tận trung vì thái nhất đạo, rơi vào cảnh bản thân bị thương nặng, hấp hối, chỉ muốn kiếm một ngụm suối đen, sống sót để chăm sóc người nhà, đệ tử làm sao nhẫn tâm từ chối huống chi, tổn thất thê thảm nặng nề như thế, nếu không cứu trị, thuộc hạ của đệ tử rất nhanh sẽ không còn quân mà dùng, lại làm sao ngăn cản huyền Nguyệt Tông cùng Long Vương Giáo. Đệ tử cũng bất đắc dĩ, mới khai phá một chỗ suối đen kia với quy mô lớn. Ngay từ đầu chỉ là đem suối đen cho nhân viên bị thương nặng dùng để uống, tốt xấu giữ được một cái mạng cho bọn họ, về sau, có không ít phàm nhân ăn lượng lớn dạ khô, vỏ cây, đất bồ đề, bụng phình như cái trống, mắt thấy sắp căng chết tươi rồi, đệ tử cũng chỉ đành đem suối đen phân phát cho bọn họ uống. Để lục phủ ngũ tạng bọn họ đều cường hóa trên diện rộng, có thể dựa vào vỏ cây, cỏ dại cùng đất bồ đề miễn cưỡng sống sót, chống đỡ suốt một năm, cuối cùng chống đỡ tới lúc viện quân thái nhất đạo chúng ta đến giải vây. Chưởng môn cùng các vị trưởng lão minh giám, trước mắt rất nhiều phàm nhân trên hạo miểu tinh, tuy bề ngoài xấu xí một chút, nhưng bọn họ vẫn như cũ là lương dân dưới sự cai trị của thái nhất đạo, trung thành và tận tâm đối với thái nhất đạo ta, tuyệt không làm sàng làm bậy, vi phạm pháp lệnh. Ba ngạn trực giống người thô lỗ, nhưng đoạn lời này tựa như là hắn diễn luyện đã lâu, vấp pháp nói một thôi một hồi, cũng có thể tính là trật tự rõ ràng, có lý lẽ có dẫn chứng. Thái nhất trưởng môn ở cao trên bát quái khẽ mở hai mắt, thanh âm ấm mềm như ngọc, giống như một dòng suối mát ngày xuân, chậm rãi chảy vào trong lòng ba ngạn trực, ngạn trực, ngươi từ bé tới lớn ta đều thấy, ta biết ngươi trời sanh tính ngay thẳng, trạch tâm nhân hậu, sẽ tuyệt đối không làm việc diệt sạch nhân tính, tội ác tày trời. Nói như thế, mọi điều ngươi làm ở trên hạo miễu tinh, đều chỉ là kế tạm thích ứng. Hồi bẩm trưởng môn, không chỉ là kế tạm thích ứng, đệ tử cho rằng, dòng suối đen thần bí kia, có thể hoàn toàn thay đổi tương lai của Thái Nhất Đạo, thậm chí chấm dứt loạn thế này. Ba ngạn trực được trưởng môn ủng hộ, tưởng ngực, hai mắt rưng rưng, lớn tiếng nói. Xung quanh xôn xao một trận, không ít tu sĩ cấp cao đều cười nhạt, thậm chí có người nhịn không được mắng thành tiếng, một chấp sự cấp bảy nho nhỏ, thất phu nuôi trâu nuôi ngựa trong một trường xa xôi, cũng dám tùy tiện nói việc lớn tông môn. Cùng vọng, thái nhất trưởng môn lại cười nhẹ nhàng, hai tay khẽ ép, trấn trụ mọi người xôn xao, ôm hòa hỏi, ngạn trực, ngươi có ý tưởng gì, cứ nói đừng ngại. Ba ngạn trực gật đầu thật mạnh, kiên định nói, trưởng môn, các vị trưởng lão, thiên hạ hiện nay loạn lạc, ba ngàn thế giới chiến hỏa điên cùng thiêu đốt, toàn bộ tông phái đều nói tông phái khác là tà ma ngoại đạo, sát phạt lẫn nhau không ngừng, làm cho vết thương thấp nơi, sinh linh đồ tháng, vô số thế giới tan tành. Người tu chân chúng ta, thần thông quảng đại, thân thể cường hãn ở trong loạn thế chiến hỏa lan tràn này cũng đau khổ dãy dụa, kéo dài hơi tàn, các phạm nhân tay trói gà không chặt kia, càng như là con kiến cỏ rác, trôi giạt ở trong gió giật mưa rào, không biết khi nào sẽ chết không có chỗ chôn. Đệ tử ở trên đồng cỏ mênh mông của Hạo Miểu Tinh, đối mặt tinh hà vô tận, vẫn luôn nghĩ một vấn đề. Tinh hải rõ ràng rộng lớn như thế, vì sao người tu chân chúng ta còn cần tự giết lẫn nhau? Đệ tử đau khổ suy tư, nghĩ mãi mà không hiểu được, thẳng đến lúc thấy linh thú trong một trường chém giết chiến đấu với nhau, mới bừng tỉnh đại ngộ. Tài nguyên Tài nguyên trong ba ngàn thế giới từ từ khô kiệt, tài nguyên còn lại lại không đủ để chống đỡ chúng ta, hướng tinh hải rộng lớn hơn tiến quân. Người tu chân chúng ta, giống với các linh thú nuôi dưỡng kia, giống như là bị nhốt ở trong một mục trường nho nhỏ, vì một dòng suối nhỏ sắp khô cạn, hoặc là một trảng cỏ nuôi súc vật nho nhỏ, có thể đấu đầu rơi máu chảy. Vẻ mặt thái nhất trưởng môn không thay đổi, thản nhiên hỏi, như ngươi nói, lại nên giải quyết như thế nào đây? Ba ngạn trực lớn tiếng nói, trưởng môn minh giám, thật ra, tài nguyên trong ba ngàn thế giới căn bản chưa hao hết, còn có tài nguyên vô cùng phong phú chờ đợi chúng ta đi thu thập. Chỉ nói phụ cận hạo miễu tinh, còn có thanh lang tinh cùng thương lang tinh, đều ẩn chứa lượng lớn tài nguyên có thể thu thập, mạch khoáng bên trên phong phú cỡ nào, chúng ta cần gì phải vì mấy linh mạch nho nhỏ, liền huyết chiến không nghĩ với huyền nguyệt tông, thiên long giáo. Thái nhất trưởng môn nói, có được tài nguyên địa phương, tự nhiên rất nhiều, nhưng khai thác khó khăn cũng thật lớn, thanh lang tinh nhiệt độ cực thấp, không thể gieo trồng lương thực, thổ sinh thu hoạch lại thô lệ không chịu nổi, không thể cung thợ mỏ dùng ăn, thương lang tinh cũng là tràn ngập chứng khí cùng khói độc. Người tu chân đều không thể ở nơi đó trường kỳ sinh tồn, càng không cần phải nói phàm nhân thợ mỏ. Ở nơi đó thu thập tài nguyên, thu thập một phần, muốn đem tiêu hao hai phần, thật sự mất nhiều hơn được. Ba ngạn trực kích động nói, quá khứ có lẽ như thế, nhưng có dòng suối đen, thần bí kia, tất cả đều không phải vấn đề. Hả? ánh sao chợt lóe trong mắt thái nhất trưởng môn trưởng môn minh giám phàm nhân sau khi uống nước suối đen kia thân thể cường tráng khỏe mạnh vô cùng không sợ chướng khí với khói độc cũng không e ngại băng hàng cùng nóng bức càng có thể thích ứng các loại thức ăn thô kém như vậy chẳng phải là có thể đưa đến trong các thế giới hoàn cảnh ác liệt kia để bọn họ đi khai hoang kế hoạch này đối với mọi người đều có lợi bây giờ tinh cầu dưới trướng thái nhất đạo chúng ta tài nguyên khô kịp ngũ cốc không phát triển, nạn châu chấu, nạn đói, lượng lớn thu hoạch và tài nguyên còn cần cung ứng tiền tuyến, nhỡ đâu tiền tuyến thất lợi, toàn bộ tinh cầu đều sẽ luân hãm, chịu đủ tai ương binh đao. Nơi binh đao qua, tự nhiên không còn một ngọn cỏ, mặc dù chưa bị chiến hỏa trà đạp, không ít nơi quanh năm nạn đói, dân chúng chỉ có thể lấy vỏ cây, rễ cỏ cùng đất bồ đề mà sống, thậm chí đổi con để ăn, thê thảm tới cực điểm. Mặc dù may mắn có thể gia nhập quân đội, cũng không được ăn hai bữa cơm no đã đưa ra tiền tuyến cùng quân đội phàm nhân dưới cờ huyền nguyệt tông long vương giáo tiêu hao lẫn nhau ở trong cối xay máu thịt hóa thành vật hy sinh lê dân dân chúng toàn bộ đường sống đều đoạn tuyệt nhưng dưới trướng thái nhất đạo còn có lượng lớn tinh cầu hoang vu hoàn cảnh ác liệt nơi đó ẩn chứa tài nguyên phong phú nếu đem một bộ phận phàm nhân ở bước đường cùng tổ chức lại sau khi uống nước suối đen tăng cường thể chất làm bọn họ có thể sinh tồn ở trong chướng khí cùng khói độc, có thể ăn cỏ kim cương, hổ yến mạch vân vân các loại thực vật thô, thậm chí ở lúc đối mặt linh thú hung tàn, có năng lực tự bảo vệ mình nhất định. Chẳng phải là có thể đưa lượng lớn đi khai hoang. Bề ngoài xấu xí nữa, hoàn cảnh ác liệt nữa, cũng tốt hơn so với ăn đất bồ đề phình chết tươi, đổi con mà ăn nha. Cứ như vậy, rất nhiều dân chúng đều có thể tìm được đường sống. Mà tài nguyên bọn họ đào móc ra, cũng có thể cho thái nhất đạo nghỉ ngơi lấy lại sức không cần vì mấy linh mạch nho nhỏ liền đấu ngươi chết ta sống với huyền nguyệt tông long vương giáo ba bên có thể đạt thành hiệp nghị ngưng chiến thậm chí khi tài nguyên tích lũy đến trình độ nhất định chúng ta còn có thể một lần nữa hướng tinh hải rộng lớn bên ngoài ba ngàn thế giới tiến quân hoàn toàn nhảy ra khỏi một mảng lồng giam tự giết lẫn nhau này đến lúc đó vô cùng vô tận tài nguyên đều ở bờ đối diện của tinh hải chờ đợi chúng ta toàn bộ tông phái ba ngàn thế giới cũng không cần vì một chút lợi nhỏ liền đánh nhau to mọi người cùng dắt tay thăm dò vũ trụ vô tận chiến tranh vĩnh viễn chấm dứt hòa bình hoàn toàn đến vô luận phàm nhân hay là người tu chân ở trong thế giới như vậy đều có thể sống tốt hơn đây chính là một chút tâm tư nho nhỏ của đệ tử cũng là nguyên nhân đệ tử ở trước khi hướng tổng đàn báo cáo đã triển khai nghiên cứu ở trên hạo miễu tinh việc này quả thật là đệ tử tự chủ trương nếu trưởng môn cùng chấp pháp trưởng lão muốn trị tội đệ tử không có lời nào để nói nhưng việc này liên quan đến cơ nghiệp thiên thu muôn đời của thái nhất đạo càng liên quan đến tương lai của ba ngàn thế giới còn xin trưởng môn cùng các vị trưởng lão minh giám tuyệt đối đừng từ bỏ thăm dò đối với dòng suối đen nghiên cứu đối với cường hóa phàm nhân đệ tử vang cầu trưởng môn ba ngạn trực nói bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất hướng thái nhất trưởng môn cao cao tại thượng dập đầu thật mạnh. Tu sĩ cấp cao của thái nhất đạo ở xung quanh ồ lên, tất cả đều không để ý hoàn cảnh trang nghiêm nghiêm túc, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Cường hóa phàm nhân, đi khai thác thế giới hoang vu. Nghe qua, thật ra có thể làm. Chỉ không biết. Ngạn trực, đứng lên đi. Thái nhất trưởng môn hơi nâng tay, lực lượng vô hình, đem ba ngạn trực chậm rãi đỡ dậy. Nếu lời ngươi nói từng câu là thật, Vậy ngươi đối với Thái Nhất Đạo thật sự là trung thành và tận tâm, có công không có tội. Ngươi thủ vững hạo miễu tinh suốt một năm, vốn nên luận công ban thưởng, chẳng qua rất nhiều người đối với hạo miễu một tràng nho nhỏ lại có thể ở dưới huyền Nguyệt Tông cùng Long Vương Giáo Cường công thủ vững một năm, cảm thấy không thể tưởng tượng, cho nên mới bảo ngươi trở lại Sơn Môn nói rõ ràng. Việc này, tự nhiên sẽ còn phái ra tuần sát sứ đi tra rõ nữa, nhưng, lời tâm huyết của ngươi, quả thực khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Ba ngạn trực vừa mừng vừa sợ, trưởng môn, ngài, ngài là đáp ứng rồi sao? Thái nhất trưởng môn vuốt vuốt năm chồng râu dài, cười nhẹ, ánh sáng thâm thúy ở đáy mắt như là bao quát toàn bộ vũ trụ. Đoạn lướt qua này đến đây tạm chấm dứt. Hư cảnh như tháp các chợt sụp đổ, lại ở trong các chảy sạc sở quay về, hội tụ thành một cảnh tượng hoàn toàn mới. Kế tiếp là mảnh vỡ ký ức quan trọng thứ hai của hỗn độn. Lý Diệu âm thầm cân nhắc, dựa theo đoạn mảnh vỡ ký ức thứ nhất để nói, đem phàm nhân biến thành kiêu tộc, thật ra là bất đắc dĩ mà làm. Cũng đúng, ở giai đoạn sau của lần đầu tiên nội chiến tu chân giới, sinh linh đồ tháng, trong thế giới tan vỡ, người thường cũng chỉ có biến thành yêu tộc, mới có một tia cơ hội xa vời có thể tiếp tục sinh tồn. Lại không biết, sau đó đã xảy ra cái gì, làm ba ngạn trực biến thành hỗn độn. Màn ảo cảnh thứ hai, là ở dưới một mảng bầu trời nhợt nhạt, một chỗ thế giới khô kiệt xa xa cây lớn trên núi xanh đã sớm bị đốn sạch sẽ lộ ra tầng đá trụi lũi ngay cả đá cũng bị đào đi một khối lớn lộ ra từng cái hố to nhìn thấy ghê người giống như là đem hài cốt ngọn núi lớn bại lộ ở trước mắt mọi người trên mặt đất khô nứt một dãy người vừa to vừa dài đang chậm rãi mấp máy đó là dân đói lấy chục triệu để tính đây là một tin cầu đói khác vô số dân đói bế con dẫn gia đình khiên chiếu dùng vải nát bọc gia sản duy nhất bước đi về phía hy vọng. Thỉnh thoảng có dân đói lão đảo không trên một tiếng ngã quỵ, người phía sau lại như là chưa nhìn thấy, từ trên người hắn bước qua, ngay cả người nhà của hắn cũng không rảnh nhìn thêm lần nào, vội vã đi theo đội ngũ. Nhiều năm chiến loạn đã đem tình cảm của những dân chúng như con kiến này hoàn toàn phá hủy. Mục tiêu của đội ngũ lại là một thung lũng to lớn, trong thung lũng lâm thời dựng lên doanh trướng liên miên, phía sau doanh trướng, sâu trong thung lũng là những tòa truyền tống trận thật lớn dài rộng đều vượt qua trăm mét. Trong truyền tống trận thỉnh thoảng phát ra từng cột sáng nhiều màu sắc, lao thẳng lên trời, đem bầu trời cũng nhuộm thành muôn màu sặc sỡ, như thành thị tiên cảnh đứng sừng sững ở đám mây, làm toàn bộ dân đói đều sinh ra hy vọng cùng khát khao, tay chân gầy như que củi vung càng nhanh hơn nữa. Lý Diệu nhìn thấy, vô số dân đói từ một đầu của thung lũng tiến vào, ở trong doanh trướng liên miên, không biết trải qua thủ tục gì, khi từ một chỗ khác đi ra, liền biến thành thể trạng cường tráng khỏe mạnh trên người cũng xuất hiện một ít đặc thù của yêu tộc nhưng so sánh với yêu tộc của bốn vạn năm sau đặc thù yêu tộc trên thân những người này còn phi thường thưa thớt nhiều nhất chỉ là làn da trở nên ngâm đen trên đầu mọc sừng trăng dài ra hoặc là mọc ra cái đuôi nho nhỏ mà thôi ba ngạn trực vẫn mặc giáp đen như cũ lại là đã cẩn thận xử lý còn bôi một tầng dầu trơn bóng loáng có thể soi được hắn không mặc xám mày tro như trong màn đầu tiên mà là mặt mày rạng rỡ, thần thái sáng láng, ngẩng đầu ưỡn ngực, đang chỉ huy đám đông dân đói sau khi biến dị đi lên truyền tống trận. Trên một tòa truyền tống trận có thể chịu tải hơn một ngàn dân đói, từng luồng sáng hiện lên, hơn một ngàn người liền biến mất không thấy nữa, không biết bị truyền tống đến nơi nào. Tiên trưởng Bỗng nhiên, có một nhà già trẻ, sáu dân đói trên đầu đều mọc ra sừng trâu, cái mũi biến thành thô to, như đầu trâu, từ trong đội ngũ chạy ra, hướng ba ngạn trực cúi đầu bái lạy, cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ ân cứu mạng của tiên trưởng. Đa tạ ân cứu mạng của tiên trưởng. Nếu không có tiên trưởng cứu mạng, một nhà già trẻ chúng ta đã sắp, đã sắp bị người khác bỏ vào nồi đun nấu chín rồi. Ba ngạn trực tập trung nhìn vào, cười ha ha, vỗ bả vai trán háng đầu trâu, hào sảng nói, Trương Ngưu Nhi, thì ra là ngươi sao? Không ngờ ngươi ban đầu gầy như que củi, bộ dáng chẳng được mấy cân sau khi dùng côn luân thần thủy lại trở nên cường tráng như thế chính ứng chữ ngưu kia trong tên ngươi ha 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 thế nào bộ dáng bây giờ bản thân đã nhìn quen chưa trương ngưu nhi cùng vợ hắn nhìn nhau vuốt cái đầu trâu có chút xấu hổ nói quả thật có xấu chút nhưng khí lực lớn hơn ăn cái gì cũng không bắt bẻ nữa ngay cả đất bồ đề cũng có thể nuốt không cần chịu đói đã mạnh hơn tất cả rồi các ngươi sẽ không chịu đói nữa Ba ngạn trực chém đinh chặt sắt nói, đợi tới trên thanh lang tinh, sẽ phân phối đất đai cho mỗi một hộ gia đình các ngươi, ngay cả sản phẩm trong mạch khoáng, cũng có một bộ phận nhỏ quy về các ngươi. Chỉ cần chịu được khổ, chịu bỏ sức, cuộc sống nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Đa tạ tiên trưởng, đại ân đại đức của tiên trưởng, chúng ta làm trâu làm ngựa. Trương Ngư Nhi nói xong, tự như ý thức được bộ dáng này của mình bây giờ cũng có ba phần tương tự với trâu ngựa, tự mình cười lên trước ba ngạn trực cũng cười kiên định nói làm trâu làm ngựa thì không cần thật muốn cảm tạ ta các ngươi cứ ở trên thanh lang tinh sống qua ngày cho tốt đi sớm ngày đem thanh lang tinh khai thác thành một chỗ thế giới màu mỡ mới chờ các ngươi từ thanh lang tinh vận chuyển về lượng lớn tài nguyên càng nhiều dân đói hơn đều có thể ăn no chiến tranh của chúng ta cùng huyền nguyệt tông thiên long giáo cũng có thể chấm dứt có lẽ một ngày đó các ngươi còn có cơ hội trở về về quê hương nếu thực cho chúng ta một mảnh đất lớn chúng ta liền không trở lại nữa. Nhà. Có thể cho mấy con ngé con này của ta ăn no bụng, nơi đó chính là nhà của ta. Trương Ngưu Nhi đánh bạo nói. Ba ngạn trực ngẩn ra, gật gật đầu, nói rất hay, Trương Ngưu Nhi, nơi nào có thể ăn no bụng, nơi đó chính là quê nhà. Đi thôi, đi xây dựng. Quê nhà của chúng ta. Trương Ngưu Nhi ngàn ân vạn tạ, mang theo cả nhà già trẻ vội vã hòa vào đám người, cùng đám dân đói hình thù kỳ quái, hai mắt lại lập lòe tỏa sáng đi lên truyền tống trận, ở sau một đợt ánh sáng tràn đầy màu sắc lóe lên, bước hướng quê nhà mới. Một màn này, cũng như là ảo ảnh, dây lát trôi đi, hình ảnh ánh sáng con bướm nhẹ nhàng nhảy múa, ngưng tụ thành cảnh tượng thứ ba, một lần này ba ngạn trực lại về tới tổng đàn Sơn Môn Thái Nhất Đạo, xuất hiện trong đại điện Nguy Nga kia. Đại điện trải qua xây dựng thêm, so với một lần trước khí thế càng thêm to lớn, khắp nơi ánh vàng lập lòe, có thể so với lăng tiêu bảo điện, ngay cả tấm biển Thái Nhất Đạo cũng là tràn đầy màu sắc ánh sáng, như cả khối tinh thạch tạo hình thành, tiên khí bức người nói không nên lời. Tiếng ba ngạn trực kêu thê lương, lại giống như gào khóc thảm thiết, quanh quẩn ở trong đại điện kim bích huy hoàng. Ngươi gạt ta. Chưởng môn, ngươi gạt ta. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.